Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 49. Chương 481, Tử Lâm Các. Sắc mặt lão già tái nhợt, hắn không thể ngờ nổi kẻ mà mình cho rằng tới tình một tinh cầu bỏ đi lại có thể mặt không đổi sắc, hơi hợt bắt lấy cả hai chấp pháp trưởng lão có tu vi anh biến sơ kỳ bọn họ. Thần thông thế này thì hẳn phải là anh biến trung kỳ tu sĩ mới có thể làm nổi. Trong lòng hắn nổi lên nỗi hối hận hiếm thấy trong đời. Sớm biết thế này thì không nên nghe lời Triệu Tinh Sát kia, cuối cùng lại rơi vào tình trạng này. Lúc này lão già ở cách đó không giả bị một cái chuông lớn chế trụ nguyên thần, tiếng kêu thê thảm truyền tới, hiển nhiên là đang phải chịu nỗi đau đớn bị luyện hóa tức thì. Âm thanh này truyền vào trong tai lão già. Hắn thở dài một tiếng, từ bỏ mọi sự chống cự, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm một cái, nói, ngươi hãy thả hắn ra trước đi. Chuyện này là do hai chúng ta lỗ mãng, ngươi muốn biết điều gì chúng ta sẽ nói ra hết. Vương Lâm vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này. Vẻ mặt lão già khổ sở, nhìn thoáng qua loan đao đang không những lóe lên trước người mình, nói, thủy tổ tôn giả đại nhân cả đời thu đồ đệ bảy hệ. Trong mỗi một hệ có 7 người nhưng chỉ có một người mới là đồ đệ chân chính. Những người khác tuy gọi là đệ tử nhưng không được thủy tổ đại nhân trực tiếp chỉ dạy. 7 người trong 7 hệ đó được gọi là thiên vận thất tử. Vương Lâm vẫn không nói gì, bình tĩnh lắng nghe. Hắn đứng ở nơi ấy trông như một gốc thanh tùng, kiêu hãnh thản nhiên, mặc gió táp mưa sa, so với lúc mới tới thiên vận tông hoàn toàn khác biệt. Tử hệ nhất mạch trong ngàn năm trước xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Người này phấn đấu một đời, cuối cùng trở thành đệ nhất nhân của tử hệ, thay thế lão lục trong tử hệ, trở thành một trong thiên vận thất tử. Tên hắn gọi là Tôn Vân, chỗ hắn ở hiện tại gọi là Tử Vân Các. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, bình thản nói, chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Vốn dĩ cũng không có quan hệ. Nhưng Tôn Vân này trăm năm trước không biết vì lý do gì lại trốn khỏi sư môn. Tuy rằng Thủy Tổ Đại Nhân vẫn chưa phái người đuổi giết nhưng sau khi tự mình đi tìm một lần, sau một tháng trở về liền hạ lệnh phong ấn Tử Vân Các. Cũng lưu lại một lời rằng người được giao Tử Vân Các tiếp theo sẽ là một trong thiên vận thất tử. Lão già nói tới đây, dừng lại một chút, nhìn Vương Lâm với ánh mắt phức tạp rồi nói tiếp, đệ tử tử hệ tính cả ngươi tổng cộng có 7 người. Trong đó 6 người đều lớn lên tại thiên vận tinh. Chỉ có mình ngươi lại từ một tinh cầu vứt đi tới đây, dưới mắt những đệ tử khác ngươi không phải là dân bản xứ mà là tu sĩ thân phận đê tiên. Nếu thủy tổ đại nhân không cho ngươi ở Tử Vân Các thì họ còn hòa hoãn với ngươi đôi chút. Nhưng hiện tại thì hiển nhiên là cực kỳ bài xích ngươi. Huống hồ lúc ngươi xuất hiện tu vi cũng không cao, các sư huynh đệ của ngươi nhìn càng không vừa mắt. Dù ngại thủy tổ đại nhân nên cũng không tiện trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng làm một vài trò âm thầm thì không thể không có. Những điều phải nói ta đã nói hết rồi. Chuyện hôm nay hai người chúng ta chọc vào ngươi là lỗi của chúng ta. Từ nay về sau chuyện tranh đoạt giữa huynh đệ các người chúng ta tuyệt không tham dự nữa. Lão già vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía loan đao đang lấp lánh hàn mang. Hắn đối với loan đao này cực kỳ kiêng kỵ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, hóa ra nguyên nhân mọi chuyện là như vậy. Tay phải hắn vẫy một cái, tiên kiếm lập tức trở về bên người hắn. Hứa Lập Quốc kêu vang một tiếng, loan đao liền lùi lại, bỏ qua cho lão già, theo sát tiên kiếm quay về. Lão già thở phào một hơi, lại liếc nhìn cái chuông lớn kia một cái. Bên trong đó có nguyên thần của đồng bọn đang kêu la thảm thiết, do dự một chút lại nói, hắn, tay phải Vương Lâm. Lại vẫy một cái, chiếc chuông liền xoay tròn rồi bay vào trong tay hắn. Ngón tay hắn búng một cái, lập tức chiếc chuông thu nhỏ lại, nhưng lại thấy một đạo thanh quang từ bên trong nhanh chóng bay ra, đang muốn bỏ chạy thì bị tay trái Vương Lâm chụp một cái liền bắt được. Một tiếng thét chói tai từ trong thanh quang truyền ra, ta là chấp pháp trưởng lão. Không đợi người này nói xong, tay phải Vương Lâm vuốt một cái, thanh quang lập tức tan nát, lộ ra một cái nguyên thần vô cùng suy yếu. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, cầm lấy nguyên thần đột nhiên ném vào trong miệng. Nguyên thần của người này vừa vào trong miệng Vương Lâm liền bị một lực hút cực lớn hút vào trong tôn hồn phiên bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Làm xong mọi chuyện, Vương Lâm nhìn lão già,
bình thản nói, ngươi không muốn đi sao? Lão già ngơ ngác nhìn tay trái Vương Lâm. Hắn không thể nào ngờ được người này lại có dũng khí phạm vào môn quy, trước mặt mình thôn phệ nguyên thần. Loại hành vi này hoàn toàn là hành vi của ma đạo. Tâm thần hắn chấn động vô cùng, lui lại vài bước, gượng cười nói, tại hạ đi ngay. Chuyện hôm nay cái gì ta cũng không biết, ta đi đây. Vừa nói thân thể hắn vừa lùi về phía sau, triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng chạy trốn. Hắn quang trong mắt Vương Lâm lại lóe lên, khẽ thốt lên, giết hắn. Hứa Lập Quốc trong tiên kiếm hoan hô một tiếng, tiên kiếm liền hóa thành một tia chớp, loan đao lại còn nhanh hơn, trực tiếp lóe lên rồi biến mất không còn bóng dáng. Ở phía chân trời xa xa truyền lại một tiếng rên khẽ bi thảm. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, loan đao đã bay trở lại. Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, nguyên thần của lão già lập tức từ trên loan đao bị hắn lôi ra. Lão già này muốn kêu lên kinh hãi nhưng đã chậm rồi. Vương Lâm trực tiếp nuốt nguyên thần này, giam cầm trong tôn hồn phiên. Xong mọi chuyện, hàn quang trong mắt Vương Lâm chẳng những không ít đi, ngược lại càng nhiều hơn. Hắn quay người lại, bay, về hướng Tử Vân Các. Thiên vận tử để ta ở Tử Vân Các, như vậy hẳn là đã tính sẵn mọi chuyện. Đã thế thì ta cứ náo loạn một trận long trời lở đất, khiến cho cả thiên vận tông này biết Vương Lâm ta không phải là người có thể khi dễ. Hắn phi hành một lúc đã tới Tử Vân Các. Tử y nữ tử lúc này đang ngồi trong các, vuốt ve bức tranh sơn thủy trên tường, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung. Sau khi nàng phát hiện ra Vương Lâm đến, đôi mày nhíu chặt, thân thể nhoáng lên, xuất hiện bên ngoài các, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại tới làm gì, cút ngay. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nói một lời, tay phải bắt quyết, chỉ về phía trước. Tiên kiếm lập tức thét gào, lao thẳng về phía nữ tử này. Loan đao cũng theo sát phía sau, lóe lên một cái đã tới gần. Nữ tử kia biến sắc, thân thể đột nhiên trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nàng cực nhanh, thậm chí không kém gì loan đao. Loan đao lóe lên một cái chỉ cắt được vài sợi tóc của nàng. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ lên trời, miệng quát, ngưng. Tiên lực trong cơ thể hắn theo động vận động, từ tay phải Vương Lâm đột nhiên ngưng tụ, hình thành một quang cầu thật lớn màu trắng, trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chẳng có một chút do dự, tay phải Vương Lâm chụp một cái, thân thể bay lên không trung, nhấn xuống, miệng quát, cút ra cho ta. Quang cầu như một tia chớp ầm ầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện trên mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quang cầu toàn bộ nhập vào trong mặt đất. Lúc này mặt đất giống như địa long đang vùng vẫy, điên cuồng chuyển động. Ở cách đó 100 trượng, một đạo bạch quang lóe lên. Thân ảnh nữ tử kia từ trong nền đất bay ra, đứng giữa không trung, nét mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào nữ tử nọ, lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, Tử Vân Các này đổi tên trở thành Tử Lâm Các. Vương Lâm vừa nói, tay phải vừa vỗ về phía sau một cái. Một đạo thanh quang nhanh chóng rơi xuống, bay vào trong ba chữ lớn Tử Vân Các. Trong chớp mắt thanh quang tiêu tán, chữ Vân trong Tử Vân Các liền biến thành chữ Lâm. Một chữ Lâm này cực kỳ ngang ngược, nhưng lại rất đường hoàng, giống như nộ long xuất hải, cuồng phượng phách thiên. Một cỗ hơi thở cuồng ngạo từ trên một chữ này toát ra khiến người nhìn không khỏi chấn động tâm thần. Tử y nữ tử nọ ánh mắt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn ba chữ Tử Lâm Các to đùng kia, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nàng mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tiếng nói cũng chứa đầy nước mắt. Ta phải giết người. Vừa nói, thân thể nữ tử này vừa động, đột nhiên biến mất, chỉ thấy một làn gió nhẹ thổi qua. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 482, Hóa Ma Chỉ 1. Vương Lâm nhướng mày, thân thể lập tức lùi lại. Trong làn gió kia ẩn chứa một cỗ sát khí ngập trời, mặt đất dưới chân Vương Lâm bị đảo qua liền xuất hiện một khe nứt cực lớn. Vương Lâm lùi lại phía sau, thân ảnh nữ tử nọ lại từ trong làn gió xuất hiện. Đôi mắt nàng đỏ bừng, sát khí nồng đậm, tay phải vỗ túi chữ vật một cái. Lập tức một đạo hồng quang bay ra, trong nháy mắt ở giữa không trung biến thành một con hỏa phượng. Hỏa phượng kêu to,
Bốn phía liền ngập tràn lửa đỏ, nhưng lại không hề chạm tới Tử Lâm Các mà toàn bộ hướng về phía Vương Lâm như dung nham nóng chảy từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, chụp vào hư không một cái, tiên kiếm lập tức xuất hiện trên tay hắn. Vương Lâm tay cầm tiên kiếm, ngưng tê di tiên lực, đột nhiên chém về phía trước một cái. Một đạo kiếm quang lớn cỡ mấy trượng ầm ầm gào thét, xe gió đánh tới, trực tiếp lao vào trong dung nham nóng chảy. Một tiếng ầm vang lên, âm thanh này cực lớn, truyền khắp cả ngọn núi. Nham thạch nóng chảy kia không ngờ lại bị chém hỏng một lỗ. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lao ra khỏi lỗ hổng nọ, tay phải điểm một cái về phía trước. Dưới cái điểm này, thiên địa biến sắc, dường như tất cả ánh sáng trong thiên địa đều bị ngón tay này thu hút. Cả thiên địa chỉ còn một cái ngón tay này. Đây là một trong những thần thông sát thủ mà Tư Đồ Nam trước khi đi dạy cho Vương Lâm, Tịch Diệt Chỉ. Tam thức sát chiêu chính là ma thuật hung ác nhất mà Tư Đồ Nam tổng kết ra sau mấy vạn năm, uy lực vô cùng. Cả đời hắn chỉ truyền cho mỗi mình Vương Lâm. Một chỉ này khiến sắc mặt nữ tử tái nhợt, vẻ điên cuồng trong mắt biến mất. Nàng đang muốn thuấn di, nhưng lại kinh hãi phát hiện không gian bốn phía đang cực kỳ yếu ớt, không thể thuấn di nổi. Một khi thuấn di, sợ rằng chẳng cần đối thủ ra tay, bản thân sợ rằng sẽ rơi vào trong hư vô. Hai mắt Vương Lâm hàn quang dày đặc, một chỉ này nhanh như chớp ấn vào mi tâm của nữ tử kia. Tử y nữ tử cắn răng, thân thể nhoáng lên một cái, không ngờ từ trong cơ thể thoát ra một khối phân thân. Phân thân này lao đầu vào ngón tay của Vương Lâm, rên khẽ một tiếng, thân thể liền héo rũ đi, hóa thành từng đốm sáng, bị ngón tay Vương Lâm hấp thu hoàn toàn. Lúc này uy lực của ngón tay Vương Lâm lại càng lớn hơn. Sắc mặt tử y nữ tử càng tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng lên, lại một khối phân thân nữa hiện ra. Bạo! Nữ tử cao giọng quát. Phân thân tự bạo, một cỗ khí tức điên cuồng lập tức tràn ra, gió rít ào ào bốn phía, trên mặt đất tràn ngập khe nứt, thậm chí bên ngoài Tử Lâm Các cũng đã có một số chỗ sụp đổ. Trong lúc phân thân này tự bạo, nữ tử kia lập tức nhận thấy không gian bốn phía dường như được buông lỏng. Nàng không nói một lời, vội vã lui lại phía sau. Nhưng ngay lúc này, trong sương mù phía trước lại xuất hiện một ngón cái yêu dị lại xuất hiện. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Theo sự xuất hiện của ngón cái, kia chính là cặp mắt lạnh như băng của Vương Lâm. Hắn nhìn nữ tử này như nhìn một kẻ đã chết. Dừng tay. Lúc này đột nhiên từ phía xa bay tới mấy đạo cầu vồng. Một tiếng gầm từ đó truyền tới. Vương Lâm hừ lạnh. Hắn chờ chính là những kẻ này tới đây. Lúc này ngón cái của hắn chẳng những không thu hồi mà tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt điểm lên mi tâm của nữ tử. Hai mắt nữ tử này liền mở đục, thân thể run rẩy, thân thể sau khi bị ngón cái của Vương Lâm điểm trúng liền rơi xuống mặt đất, nhưng nguyên thần của nàng đã bị Vương Lâm giam cầm. Lúc này sương mù bốn phía đã tiêu tan, Vương Lâm đứng giữa không trung, ngón cái tay phải đặt ở khóe miệng, hút một cái liền đưa nguyên thần của nữ tử kia vào trong tôn hồn phiên. Mấy đạo cầu vồng xoẹt qua ngang trời, sau đó bốn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện cách Vương Lâm ngoài trăm trượng. Bốn người này có ba nam một nữ. Trong ba nam, Vương Lâm nhận ra được hai người, trong đó một người có vẻ mặt hòa thiện là Triệu Tinh Sát, một người còn lại hắn biết chính là người đã giao dịch với hắn, Bạch Vi. Còn nam tử cuối cùng là một trung niên, tướng mạo bình thường, nhưng lúc này lửa giận ngập trời tỏa ra từ trên người hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nghiến răng quát, đồng môn tương tàn, hôm nay ta sẽ thay sư tôn thanh lý môn hộ. Sau ba nam nhân kia còn có một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, đứng ở nơi nào là nơi đó liền tràn ngập hương thơm. Lúc này sắc mặt nàng hơi cổ quái, có vẻ như là đang muốn xem trò vui, nhẹ nhàng liếc nhìn Vương Lâm. Một lúc sau lại có vô số đạo cầu vồng tới đây. Thần thức Vương Lâm đảo qua liền nhận thấy những người này đều là đệ tử của Tử Tông, chắc là thấy sự dị thường ở nơi này nên tới xem xét. Những người này không tới gần mà đứng ở ngoài ngàn trượng. Dần dần người tới càng lúc càng nhiều, cuối cùng cả bầu trời dày đặc đệ tử của Tử Tông. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đặt trên người Vương Lâm. Trong ánh mắt này có đủ loại thần thái nhưng nhiều nhất là khiếp sợ. Nam tử trung niên vừa quát kia đang muốn tiến lên thì bị Triệu Tinh Sát ngăn lại. Ánh mắt hắn sững lại,
nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát nói, đại sư huynh, ngươi có ý gì? Triệu Tinh Sát lúc này sắc mặt nghiêm túc, không để ý tới nam tử trung niên mà nhìn về phía Vương Lâm trầm giọng nói, Vương sư đệ, ngươi đứng thứ bảy, ta gọi ngươi một tiếng thất sư đệ. Ngươi nói xem chuyện hôm nay là thế nào đây? Thần sắc Vương Lâm bình thản. Những người này xuất hiện đều nằm trong dự đoán của hắn. Nói đúng hơn hết thảy mọi chuyện đều là do Thiên Vận Tử âm thầm thúc đẩy. Vương Lâm cũng không đoán nổi ý nghĩ của Thiên Vận Tử nhưng lúc này hắn cũng chẳng chút e dè. Triệu Tinh Sát, anh biến trung kỳ. Bạch Vi, anh biến trung kỳ. Nam tử trung niên kia cũng là anh biến trung kỳ nhưng chính thức khiến Vương Lâm để ý chính là nữ tử kia. Tu vi của nàng rất mạnh. Anh biến hậu kỳ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tôn Vân là ai? Đối với câu hỏi của Triệu Tinh Sát, Vương Lâm chỉ bình thản nói. Lời này nói ra liền khiến bốn người kia biến sắc. Triệu Tinh Sát nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, một lúc sau mới lắc đầu nói, lão thất, việc này ngươi sai rồi, sư huynh không giúp được ngươi. Nói xong hắn liền buông cánh tay của nam tử trung niên ra. Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm, bước nhanh một bước liền vượt qua trăm trượng, đứng cách Vương Lâm 10 trượng lạnh lùng nói, loại dân bản xứ của một tinh cầu vút đi, để hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thần thông chân chính. Trên người kẻ này truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, tay phải đặt lên túi trữ vật. Ngay lúc đang dương cung bạt kiếm này, trong ánh mắt Bạch Vi lộ vẻ phân vân, đột nhiên nói, sư huynh, đồng môn đấu pháp không được dùng cấm thuật, như vậy là xúc phạm môn quy. Nam, tử trung niên liếc nhìn Bạch Vi một cái, lạnh giọng nói, hắn giết ngũ sư muội chẳng lẽ ngươi còn bao che cho hắn hả Bạch Vi? Ánh mắt Bạch Vi lộ vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên khẽ cười nói, sư huynh nói thế là đã động vào điều húy kỵ của sư đệ, ta sẽ nhớ kỹ. Nam tử trung niên kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tiếng nói lạnh lùng, ra tay đi. Ta cho ngươi thi triển ba pháp thuật trước, cho phép ngươi dùng pháp bảo cũng được. Vương Lâm bình tĩnh nhìn người này. Tu vi của hắn là anh biến trung kỳ, tiên lực vượt xa mình. Nhưng Vương Lâm có rất nhiều pháp bài, lại có tam thức sát chiêu của Tư Đồ Nam, đối phó với anh biến trung kỳ hắn có bảy thành nắm chắc. Ba pháp thuật, khóe miệng Vương Lâm nở nụ cười, tay phải giơ lên, ngón cái hướng người này, trong miệng thốt lên, tốt. Trong nháy mắt tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Bên ngoài ngón cái tản mát ra ánh sáng yêu dị, dường như hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh. Hơn nữa Vương Lâm đồng thời bước về phía trước nửa bước, ngón cái đột nhiên ấn một cái. Nam tử trung niên trước đó cũng đã chú ý tới thần thông của Vương Lâm. Lúc này thấy Vương Lâm lại thi triển thứ thần thông này không khỏi cười lạnh, hít sâu một hơi. Hai tay hắn mạnh mẽ hợp lại, lập tức một cỗ khí tức màu vàng từ mi tâm hắn phát ra. Thứ kinh quang này cực kỳ chói mắt, vừa xuất hiện lập tức đã bao phủ toàn thân hắn. Một cỗ lực lượng mênh mông như biển từ trên thân thể hắn tràn ra, nói thì chậm như chuyện chỉ trong chớp mắt. Ngón cái của Vương Lâm nhấn tới, trong nháy mắt đã đặt trên kim quang này. Đại hán nọ quát lên, cấm thuật thần thông, quy khư. Đột nhiên kim quang trên thân thể đại hán như sống lại, nhúc nhích điên cuồng. Ngay khi ngón cái của Vương Lâm chạm vào liền hình thành một cái ngón tay màu vàng giống như đúc, đánh lên ngón tay Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười kỳ dị, ngón cái đột nhiên thu lại. Cùng lúc đó tay trái vuốt lên túi trữ vật một cái. Côn cực tiên lập tức xuất hiện trên tay vung ra. Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, kim quang toàn thân đại hán huyễn hóa thành ngón cái kia liền tan biến, thậm chí cả kim quang trên người hắn dưới một roi này cũng liền tan nát. Đây là lần đầu tiên, bây giờ là lần thứ hai. Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng có trốn đó. Vương Lâm vừa nói, côn cực tiên trong tay hắn lại quất một cái. Ngọn roi này như giao long điên cuồng gầm thét, giáng xuống với thế đánh kinh người. Chát một tiếng lại vang lên, sắc mặt đại hán liền tái nhợt. Nguyên thần của hắn dưới một roi này không ngờ lại suýt bị đánh ra khỏi cơ thể. Kim quang trên thân thể hắn lúc này toàn bộ đã tan nát. Mắt thấy roi thứ ba sắp quất xuống, đại hán lập tức lui lại 10 trượng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cây roi trên tay Vương Lâm, sắc mặt khó coi nói. Đây là pháp bảo gì? Vương Lâm nhìn đối phương cười khẽ nói, còn một roi nữa. Sắc mặt đại hán âm trầm,
hừ nhẹ một tiếng, vỗ túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm rất lớn. Hắn cầm trường kiếm trong tay, một cỗ kiếm ý lập tức dâng lên. Tính cả thủ ấn kia là ba đòn, tại sao lại còn một roi? Hôm nay ta tới là để thay sư tôn thanh lý môn hộ. Vương Lâm, nhận lấy cái chết đi. Vừa nói thân thể hắn đột nhiên cúi xuống, trường kiếm trong tay ném thẳng lên, miệng quát, thập phương bát la trận. Kiếm vừa bay lên lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt liền biến thành vô số từ trên trời trút xuống, lao thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc này nam tử trung niên ngồi xuống bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm. Một đạo hắc vụ từ thiên linh cái của hắn nhanh chóng thoát ra, ở giữa không trung rất lâu không tiêu tan. Chú ngữ càng ngày càng nhiều, hắc vụ cũng càng ngày càng đậm đặc, từ xa nhìn lại trông như một đám mây đen. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải điểm, lên tiên kiếm một cái. Tiên kiếm lập tức bay lên hướng thẳng vào đám kiếm đang từ trên trời đánh xuống. Theo sát nó là loan đao, thế như sấm sét lao đi, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Phi kiếm trên bầu trời trút xuống vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn tung tóe bốn phía. Sau đó, tay trái Vương Lâm vung lên, chiến phủ bất ngờ xuất hiện. Giờ phút này trông hắn giống như một chiến thần viễn cổ, từng bước đi tới, chiến phủ trong tay đột nhiên nhằm thẳng vào nam tử trung niên đang ngồi chém xuống. Nam tử trung niên mở chừng hai mắt, lúc này trong mắt hắn đen kịt. Hắn cười ác độc một tiếng, thân thể đứng bật dậy. Hắc vụ trong không trung như khói xương điên cuồng phân thành bảy luồng chui vào trong thất khiếu của hắn. Thần thông cấm thuật, tiên ma thể. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, thân thể bước về phía trước một bước, chiến phủ trong tay Vương Lâm trong nháy mắt chém xuống thân thể hắn. Chỉ thấy một loạt tiếng vang như kim loại chạm vào nhau truyền khắp thiên địa. Thân thể đại hắn nọ không có một chút vết thương. Còn về Vương Lâm, hắn có cảm giác từ chiến phủ truyền tới một loạt chấn động khiến tay hắn tê dại. Đại hán cười hung ác, thân thể nhoáng lên, cả người nháy mắt hóa thành một luồng hắc vụ, điên cuồng hướng về phía Vương Lâm cuộn tới. Những nơi hắn đi qua, mặt đất liền nứt nẻ, cỏ cây héo rũ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể lùi lại phía sau. Cùng lúc đó hắn vung tay phải lên, khu thú quyển trên tay hắn lập tức bay ra, hóa thành xạ thần xa. Sát khí chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Cấm thuật thần thông của người này thực sự có uy lực rất lớn, nếu không phải Vương Lâm có rất nhiều pháp bảo thì e rằng không thể chống nổi. Nam tử trung niên hóa thành hắc vụ, điên cuồng lao tới trước người Vương Lâm. Lúc này tiên kiếm trên bầu trời chợt lóe lên, phóng thẳng vào hắc vụ. Loan đao theo sát phía sau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hắc vụ. Trong hắc vụ truyền ra một tiếng hừ nhẹ của nam tử kia. Hắn vẫn cuồn cuộn lao tới, chẳng để ý tới đao kiếm kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàng mang, tay phải bấm quyết, miệng khẽ quát, hóa ma chỉ. Thức thứ hai của Tư Đồ Nam truyền dạy được triển khai. Một ngọn lửa màu tím từ trong ngón trỏ tay phải Vương Lâm đột nhiên lan ra. Lúc này ngọn lửa tím này chập chờn lúc sáng lúc tối, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ngọn lửa này Tư Đồ Nam phải dùng một tháng mới có thể dạy được Vương Lâm miễn cưỡng dùng được nói. Ngọn lửa này là ma hỏa, lấy tiên lực trong cơ thể thiêu đốt, nghịch hóa liền sinh ra ma hỏa. Uy lực của nó theo Tư Đồ Nam nói thì anh biến tu sĩ bình thường gặp phải nhất định mất mạng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo nhìn ngọn lửa lượn lờ xung quanh đầu ngón tay. Lúc này hắn dưới ánh sáng của ma hỏa trông có một thứ uy thế tà dị, tay phải hắn chỉ về phía trước. Trong nháy mắt hắc vụ lao tới, ma hỏa trên đầu ngón tay bắn ra, dung nhập vào trong hắc vụ. Trong khoảnh khắc, bên trong hắc vụ truyền ra những tiếng như nước sôi, sau đó đột nhiên quay cuồng ở trước người Vương Lâm ba thước. Sau đó nhanh chóng lui lại phía sau, bên trong liên tiếp truyền ra những tiếng kêu kinh ngạc. Khóe miệng Vương Lâm lộ một nụ cười lạnh, thân thể hướng về phía trước, tay phải vung lên. Côn cực tiên hiện ta, hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe chăn chát mấy tiếng, chiếc roi trong tay Vương Lâm điên cuồng quất xuống. Hắc vụ càng quay cuồng kịch liệt, dường như sắp tan nát, lui lại rất nhanh. Vương Lâm theo sát không tha, côn cực tiên trong tay vẫn vụt lia lịa. Lúc này trong ba người đang quan sát, Triệu Tinh Sát biến sắc, thân thể nhoáng lên, lao ra, miệng quát, lão thất, dừng tay. Trong miệng Triệu Tinh Sát vừa nói, tay phải đã vỗ túi chữ vật.
lập tức một cái vòng sáng màu trắng xuất hiện trên tay hắn. Trong mắt hắn hiện lên một tia quỷ dị, đang muốn vung ra. Ngay lúc này Vương Lâm quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát, quát lớn. Ngươi xéo ngay cho ta. Triệu Tinh Sát biến sắc, cười lạnh, chẳng những không lùi ngược lại còn tăng tốc, vòng sáng trong tay vung lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ khinh miệt, tay trái điểm vào hư không một cái về hướng xạ thần xa, lạnh giọng nói, giải phong. Hai chữ này vừa phát ra, một tiếng ầm vang chấn động đất trời, rung chuyển cả ngọn núi truyền đi. Thậm chí trong vòng mấy vạn dặm cũng nghe thấy tiếng động kinh thiên từ xạ thần xa truyền ra này. Trong âm thanh này lộ ra vẻ bất khuất, không khuất phục trời, chẳng chịu đất, không phục tiên, chẳng phục mà. Tiếng gầm bất khuất này ầm ầm vang lên, điên cuồng truyền tới. Thân thể Triệu Tinh Sát trong nháy mắt sững lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, xoay người ngơ ngác nhìn xạ thần xa ở phía xa, thân thể lập tức lui lại thật nhanh. Trên xạ thần xa, một đầu quái thú khổng lồ khoảng hơn trăm trượng đang ngẩng cao đầu, lộ đôi mắt băng hàn tới cực điểm, chứa đầy u quang khiến người ta nhìn vào mà run rẩy. Đầu cự thú này vừa xuất hiện, Bạch Vi lập tức không do dự lui lại phía sau, ở xa hơn ngàn trượng mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào cự thú, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Về phần nữ tử anh biến hậu kỳ nọ cũng biến sắc, thân thể lui lại hơn trăm trượng mới dừng lại, nhìn đầu cự thú, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên là cũng e ngại con thú này. Bọn họ còn như thế thì không nói tới những đệ tử của Tử Tông ở bên ngoài. Đám người này lúc này đều lộ vẻ hoảng sợ. Tiếng gầm bất khuất vừa rồi khiến cho hơn phân nửa số đệ tử tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí một số còn không thể tiếp tục phi hành, linh lực trong cơ thể loạn động. Trong đám đệ tử bốn phía cũng có chấp pháp trưởng lão. Bọn họ lúc này cũng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ chuyện tranh đoạt của đệ tử của Thủy Tổ Đại Nhân tuyệt đối mình không được dây vào. Người có thể được Thủy Tổ Đại Nhân nhìn chúng thì đâu phải là kẻ yếu. Đừng coi, thường người này mới chỉ là anh biến sơ kỳ nhưng tổng thực lực thì ngay cả anh biến hậu kỳ cũng phải e dè. Đệ tử bốn phía đều tản ra, ánh mắt nhìn về Vương Lâm ngoài vẻ khiếp sợ, còn có một tia kính nể. Cường giả thì ở đâu cũng đều được mọi người kính sợ. Điểm này đã là quy luật của tu chân giới. Ánh mắt Vương Lâm âm hàn, nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát đang lui nhanh, trong miệng nhẹ giọng nói, giết hắn. Ta cho phép ngươi thôn phệ hồn phách hắn để tẩm bổ. Hồn thú trên xạ thần xa quay mạnh đầu nhìn Vương Lâm một cái, lại gầm lên một lần nữa. Lúc này thân thể nó nhoáng lên, dầm một tiếng liền kéo ra một dải xích sắt gắn trên thân thể, nối với xạ thần xa. Lúc này nó lao đi, sợi xích bị kéo thẳng tắp, phát ra những tiếng rắc rắc, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Thậm chí xạ thần xa cũng bị thú hồn này kéo mạnh theo sau. Sắc mặt Triệu Tinh Sát đại biến, điên cuồng lùi lại, trong miệng quát, lão tam, lão tứ, ra tay đi. Vương Lâm cười lạnh, không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục vung roi quất vào hắc vụ. Tiếng kêu trong hắc vụ càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng chỉ sau ba khắc liền tan nát, hóa thành nam tử trung niên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc, vừa rơi xuống đất hai chân liền run rẩy, suýt ngã xuống. Lúc này Vương Lâm lại quất thêm một roi lên ngực hắn. Nguyên thần của hắn liền bị đánh bay ra khỏi cơ thể, rơi ngoài ba thước. Vương Lâm thu hồi côn cực tiên, tay phải vung lên, tôn hồn phiên liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn phất lên một cái, mấy chủ hồn liền lập tức lóe lên, đuổi theo nguyên thần của nam tử trung niên kia. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 483, Thiên Vận Tử. Xong đầu đấy, Vương Lâm thong dong đứng nhìn thiên địa, ánh mắt bình tĩnh. Những đệ tử của Tử Tông bị hắn đảo mắt qua đều cúi đầu, không dám tiếp xúc trực tiếp. Với ánh mắt của Vương Lâm, thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng đều cúi đầu, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Vương Lâm này tới từ một tinh cầu vứt đi mà lại có thần thông thế này. Nỗi nghi hoặc này dâng lên trong lòng mọi người, mãi vẫn không tiêu tan. Cuối cùng ánh mắt Vương Lâm hướng về phía Bạch Vi nọ và nữ tử anh biến hậu kỳ, bình thản nói, hai người cũng muốn ra tay sao. Bạch Vi cười khổ lắc đầu, nữ tử kia ánh mắt lóe lên,
cười duyên nói, lão thất hôm nay phát uy, khiến chúng ta phải nhìn lại ngươi rồi. Ngày sau nếu có cơ hội ta với ngươi lại luận bàn cũng không muộn. Vương Lâm gật đầu, tay phải vẫy một cái. Mấy chủ hồn đang truy kích nguyên thần của đại hán kia lập tức bỏ qua cho hắn, nhanh chóng quay trở lại bên người Vương Lâm. Hắn há một hút một cái, nuốt hết vào trong miệng, tiếng vào trong hồn phiên đang ở trong nguyên thần. Nguyên thần của nam tử trung niên nọ giờ đây tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa rồi đã dùng cấm thuật thần thông tiên ma thể, vốn có thể thôn phệ hết thảy mọi vật chất. Nhưng đầu tiên phi kiếm của đối phương không thể thôn phệ, sau đó là ngọn lửa màu tím nhìn qua có vẻ yếu ớt dung nhập vào trong cơ thể, khiến tiên ma thể tan nát. Hắn bị phản phệ trọng thương, sau đó bị một tia lửa màu tím còn lại trong cơ thể thiêu đốt khiến máu huyết toàn thân nhanh chóng bốc hơi. Đã thế đối phương còn có ngọn roi quỷ dị kia, liên tiếp vụt xuống khiến hắn bị thương càng nặng. Ngọn roi đó xuyên thấu qua thân thể truyền tới nguyên thần. Một roi cuối cùng liền đánh cho nguyên thần phải rời khỏi thân thể. Pháp bảo có thần thông thế này khiến tâm thần hắn chấn động vô cùng. Sau đó hắn lại bị mấy chủ hồn anh biến kỳ truy kích. Nếu đối phương mà không thu lại hồn phách kia thì hắn chỉ có thể tự bạo, hy sinh hơn nửa tu vi mới có thể chạy thoát. Lại nói về Triệu Tinh Sát, tốc độ hắn rất nhanh nhưng cũng không so được với hồn thú. Hắn bị truy kích, sắp sửa bị hồn thú cắn nuốt thì một đạo ánh sáng tường hòa từ trên bầu trời hạ xuống. Quang mang này từng điểm nhập lại với nhau, hợp lại một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một lão già. Lão già này từ mi thiện mục, hàng lông mày dài tung bay, khóe miệng mang theo một nụ cười. Hắn nhìn hồn thú một cái, tay phải điểm vào khoảng không, miệng cười nói, một đầu tôn thiên thú thật tốt. Hồn thú hung mãnh kia liền dừng lại, nhìn chằm chằm vào lão già, trong miệng gầm thét nhưng đôi mắt lại lộ vẻ sợ hãi. Lão già khẽ lắc đầu, tay phải vỗ vào khoảng không. Hồn thú liền rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhỏ lại, bị lão già vung một cái liền bắn trở về xạ thần xa, ầm một tiếng lại hóa thành khu thú quyển. Sắc mặt Triệu Tinh Sát tái nhợt, vừa thấy lão già liền cung kính nói, tham kiến sư tôn. Bạch Vi và nữ tử anh biến hậu kỳ kia cũng nghiêm mặt, kính cẩn nói, xin ra mắt sư tôn. Về phần nam tử trung niên mất đi thân thể nọ cũng với thần thái cực kỳ cung kính, dùng thân thể của nguyên thần nghiêm trang nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Giờ phút này đệ tử tử tông ngoài bốn phía đều khom người bái lão già. Lão già khẽ gật đầu, tay phải vung lên, nguyên thần của nam tử trung niên lập tức được một lực lượng nhu hòa nhanh chóng đưa trở về thân thể, nội thương trong nháy mắt đã khôi phục. Xong việc này, ánh mắt lão già nhìn về Vương Lâm, cười nói, kỳ thật ngươi đã sớm gặp mặt ta rồi. Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, khu thú quyển bay vào trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lão già, vẻ ngang ngược không còn chút nào, cung kính nói, vãn bối Vương Lâm bái kiến thiên vận tử tiền bối. Lão già gật đầu, nhìn thoáng về phía sau Vương Lâm. Nơi đó là Tử Lâm Các đã bị trận đại chiến làm sụp đổ hơn phân nửa. Lúc này chỉ còn ba chữ lớn Tử Lâm Các là còn hoàn toàn đầy đủ. Chữ đẹp lắm. Lão già vuốt chòm râu bạc, tay phải điểm một cái. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên. Tử Lâm Các đột nhiên khôi phục lại như ban đầu, dường như biến cố vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Ngay cả những khe nứt bốn phía, núi đá cây cối đều khôi phục hoàn toàn. Thần thông bậc này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động vô cùng. Vương Lâm, lão phu năm đó ở Chu Tước Tinh thấy ngươi, nảy ý muốn thu nhận đồ đệ, vốn định nhận ngươi làm đệ tử ký danh trăm năm. Chẳng qua lão phu khi gặp ngươi lại thay đổi chủ ý. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy tu đại đạo, trở thành một trong những đệ tử của Thiên Vận Tử ở Tử Hệ hay không? Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, ánh mắt nghiêm túc. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử trong chốc lát, sau đó quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử Vương Lâm xin ra mắt sư tôn. Tốt lắm. Thiên Vận Tử cười to, nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ vẻ hiền từ, nói, còn không thả nguyên thần của ngũ sư tỷ ngươi ra. Chậm chút nữa là vi sư sẽ mất một đệ tử đó. Vương Lâm ngẩng đầu, bình thản nói, nguyên thần của ngũ sư tỷ có thể thả, nhưng có hai người này đối với con bất kính, không thể tha được. Thiên Vận Tử trầm mặc một chút, sau đó cười cười, nhìn thật sâu vào Vương Lâm, gật đầu nói, cũng được. Nguyên thần Vương Lâm khẽ động, lập tức nguyên thần nữ tử kia từ trong tôn hồn phiên lập tức được giải phóng.
Chỉ thấy một đạo tử quang từ trong miệng Vương Lâm lóe lên xuất ra, ở phía trước Vương Lâm hơn 10 trượng hóa thành thân ảnh nữ tử kia. Nàng vừa xuất hiện lập tức phẫn nộ hét lên một tiếng, cả người hướng về Vương Lâm xông mạnh tới. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, thân mình chưa hề động đậy nhưng hai mắt đã lộ hàn quang. Đủ rồi, Thiên Vận Tử bình thản nói. Một lời nói ra, nguyên thần nữ tử áo tím kia lập tức tan vỡ, hóa thành nhiều điểm sáng, bị Thiên Vận Tử vung tay áo lên thu vào bên trong. Vương Lâm tâm thần chấn động, đồng tử hai mắt thu lại, đứng tại nơi nguyên thần của nữ tử áo tím vừa mới. Tiêu Tan trầm mặc không nói, lui ra hết đi. Vương Lâm ở lại. Thiên Vận Tử vung tay áo, thân mình bay lên rồi hạ xuống bên ngoài Tử Lâm Các. Bạch Vi vội vàng cung kính hành lễ, thân mình lui về phía sau, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía xa bay đi. Còn nữ tử anh biến hậu kỳ kia dáng vẻ cũng cung kính, cùng với Bạch Vi rời khỏi. Người đàn ông trung niên kia và Triệu Tinh Sát sắc mặt âm trầm, nhất là Triệu Tinh Sát sắc mặt có chút khó coi, sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, xoay người rời khỏi. Đám đệ tử Tử Tông bên ngoài cũng giải tán. Hôm nay, hình ảnh Vương Lâm trong lòng bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược, giờ phút này không còn một người nào dám bất kính với Vương Lâm nữa. Vương Lâm cung kính đứng bên cạnh Thiên Vận Tử, cúi đầu không nói. Sự hùng mạnh của Thiên Vận Tử vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn âm thầm so sánh với Tư Đồ Nam, cuối cùng không thể không thừa nhận Tư Đồ Nam còn xa mới là đối thủ của Thiên Vận Tử. Dù sao Tư Đồ Nam cũng không thể nói một tiếng khiến cho nguyên thần của một người tan vỡ, một lời khiến cho vạn vật khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là một loại tiên thuật, không phải là thần thông của tu sĩ. Trước đây Tư Đồ Nam trong vòng một tháng đã giới thiệu cho Vương Lâm một ít pháp thuật của tu sĩ. Trong những pháp thuật này, Vương Lâm có ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiên thuật. Cũng không phải là pháp thuật vận dụng tiên lực để thi triển, tiên thuật, chuẩn xác mà nói, thực sự là tiên thuật. Đó là một thần thông cực lớn cũng giống như thiên đạo ấn quyết mà tu chân liên minh ban cho các tu chân tinh. Chẳng qua ấn quyết thì đòi hỏi sự kế thừa, còn tiên thuật thì cần khẩu quyết và ấn pháp mà thôi. Từ sau khi tiên giới sụp đổ, phần lớn tiên thuật đã bị thất truyền, theo thời gian trở nên càng ngày càng ít. Tiên thuật cũng chia cấp bậc, như vậy cũng có tiên thuật hạ phẩm, tiên thuật trung phẩm và tiên thuật thượng phẩm. Ngoài ra còn có một tầng khác được gọi là cực phẩm tiên thuật, loại tiên thuật này cực kỳ hiếm thấy, Tư Đồ Nam cũng chỉ nghe người ta nhắc tới, cũng không có nói được nhiều. Còn về tam sát chiêu mà hắn dạy cho Vương Lâm, nói một cách chuẩn xác là Tư Đồ Nam nhiều năm trước theo đệ nhất Chu Tước Tử Diệp Vô Ưu ở một nơi nào đó có được một loại tiên thuật hạ phẩm không hoàn chỉnh rồi từ đó lĩnh ngộ ra. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 484, Tiên thuật. Tư Đồ Nam không thể khôi phục lại tiên thuật này mà chỉ có thể bắt chước. Trải qua bao nhiêu năm nghiên cứu, rốt cuộc phỏng theo đó nghĩ ra tam sát chiêu. Bởi vì hắn tu theo ma đạo, cho nên nghĩ ra tam sát chiêu này bên trong bao gồm cả ma tính. Thiên Vận Tử im lặng đứng bên ngoài Tử Lâm Các, nhìn chữ Lâm kia, rất lâu không nói. Bốn phía yên lặng, Vương Lâm đứng hầu bên cạnh, cũng không nói một lời. Hắn không hiểu tính tình của Thiên Vận Tử, không rõ tôn sư đại nhân này giờ phút này trong đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn thần thái mà đoán thì dường như cũng không tức giận. Hồi lâu sau, Thiên Vận Tử thở dài một tiếng, thu ánh mắt, nhìn lên người Vương Lâm, cười nói, một chữ Lâm hay lắm. Không tồi. Xem trên chữ này có một luồng khí kiệt ngạo xuyên thấu ra, nói như vậy bên cạnh ngươi chắc chắn có một người tu luyện theo ma đạo. Sống chung với ngươi lâu ngày, khiến cho thân thể ngươi tự nhiên nhiễm khí tức ma đạo. Vương Lâm tâm thần chấn động, thần sắc không đổi, nhưng đáy lòng cũng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng nghĩ lại cảnh tượng người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia thi triển cấm thuật thần thông hóa thành tiên ma thể. Sau đó trong lòng khẽ động, bình tĩnh gật đầu, thật thà nói, bên cạnh đệ tử đã từng có một người, tuy nhiên trên đường đã tách ra. Thiên Vận Tử vuốt bộ râu bạc trắng, cười nói, dù sao đối với Thiên Vận Tinh, cũng không có quan hệ gì, trong mắt vi sư không có phân biệt chính tà tiên ma, tất cả đều theo lẽ tự nhiên mà làm. Thiên Vận, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều theo Thiên Vận,
chỉ cần có đạo tâm, đại đạo có cả ngàn vạn, đều có thể tu luyện. Vương Lâm gật đầu cung kính, hắn vừa rồi nghĩ tới pháp thuật của nhị sư huynh kia, rõ ràng không phải là của môn phái chính đạo, mà là một loại thần thông thôn phệ ma đạo, cho nên lúc này mới nói thật, tránh nói dối bị thiên vận tử nhìn ra. Ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian, 3 tháng sau là đại thọ của vi sư, toàn bộ thiên vận tinh cùng với hầu hết những người bản lãnh cao cường quanh đây đều sẽ tới. Đến lúc đó, vi sư sẽ nhân cơ hội này tuyên bố việc thu nhận ngươi làm đồ đệ, cũng là để cho người trong thiên vận có ấn tượng đối với ngươi. Ngoài ra còn một việc nữa, không lâu sau, đại sư huynh của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Thiên vận tử nói xong, thân mình khẽ động, đạp vào hư không, từng bước đi về phía xa, chậm rãi biến mất trong không trung. Vương Lâm cung kính tiễn thiên vận tử rời khỏi, sau đó xoay người đi vào Tử Lâm Các. Bên trong mật thất trên tầng 3 của Tử Lâm Các, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên nhưng tia kỳ dị. Hôm nay ta rốt cuộc cũng coi như đã đứng vững trong thiên vận tông này. Ở nơi đây xem ra cũng không thể tránh né quá mức, người ương ngạnh ngược lại có thể sinh tồn. Thiên vận tử này chắc hẳn vừa rồi vẫn luôn để ý ta, ta sử dụng pháp bảo hắn đều quan sát rất kỹ, đúng hơn không phải là xạ thần xa mà mấu chốt chính là tiên kiếm. Tuy nhiên hết thảy việc này đều nằm trong dự kiến, muốn thật sự cắm rễ được ở đây thì tiên kiếm này tuyệt đối không thể giấu thiên vận tử. Hiện giờ ta không có gì trở ngại trực tiếp sử dụng, thiên vận tử cũng ngượng ngùng không dám mở miệng xin của đồ đệ, đến khi hắn tỏ ý muốn lấy, ta sẽ trực tiếp dâng cho hắn, có lẽ sẽ đổi được một chút ưu đãi. Cấm thuật thần thông của nhị sư huynh kia sử dụng quả là không tồi. Lúc này bản lãnh đã đạt tới đỉnh của anh biến sơ kỳ, nhất là trong 3 cửa ải nhập môn, nhân chi quan, ta vấn đạo vu tâm, trải qua nhiều vòng luân hồi, thể ngộ đạo tâm. Thiên chi quan, ta chạm tới thiên đạo, ý cảnh được thăng hoa, hiện giờ khoảng cách tới trung kỳ cũng không còn xa. Chẳng qua muốn đạt tới anh biến trung kỳ cũng cần một lượng lớn tiên ngọc, lượng tiên ngọc hiện giờ của ta vẫn còn chưa đủ. Sau khi Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, hai tay bấm quyết, xuất ra từng đạo cấm chế bảo vệ toàn bộ Tử Lâm Các, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Phía đông Tử Tông, trên một khu đất lát phỉ thúy ngọc thạch, có một lầu các cực kỳ xa hoa, bên trên có khắc 3 chữ lớn. Tử Tinh Các. Triệu Tinh Sát lúc này sắc mặt âm trầm từ bên ngoài nhoáng lên một cái, bước vào Tử Tinh Các. Hắn vừa mới đi vào liền nắm chặt tay, hung hăng đánh một quyền vào khoảng không. Vương Lâm. Ta đi theo sư tôn tu đạo đã hơn 2000 năm, đối với tính tình của sư tôn ta vô cùng hiểu rõ. Hắn không trực tiếp đưa ngươi đi bái tế tổ các, không truyền thụ bảo mệnh cấm thuật cho ngươi, việc này nhất định là có vấn đề. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ đây mới là khảo nghiệm thật sự của sư tôn đối với ngươi, 3 tháng sau đại thọ. Nếu năng lực của ngươi vượt lên tử hệ, như vậy hắn mới có thể thực sự nhận ngươi làm đệ tử. Tuy nhiên, Vương Lâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Tử Vân Các ta không quan tâm, nhưng người có được danh hiệu thiên vận thất tử trong tử hệ nhất định phải là ta. Lão nhị lần này bị nhục, chắc chắn trong lòng sẽ sinh hận ý, có thể lợi dụng được. Về phần lão tam, người này âm dương bất định, cũng có chút phiền phức, tuy nhiên ta cũng sẽ có cách khiến cho hắn nghe theo lệnh của ta. Lão, tứ, nàng bản lãnh cao thâm, nhưng ta tự có biện pháp đối phó, duy chỉ có lão lục. Bản lãnh của lão lục đã đạt tới vấn đỉnh, tuy nhiên nhiều năm trước sau khi hắn bị Tôn Vân cướp lấy danh hiệu thiên vận thất tử đã rời khỏi thiên vận tông đi tu luyện ở bên ngoài. Lần này nếu hắn trở về thì cũng thôi, nhưng một khi không trở lại thì đối thủ duy nhất của ta chính là Vương Lâm này. Người này trước kia ta vốn không để trong mắt, nhưng hôm nay đã thấy người này thần thông không hề kém, pháp bảo không thiếu. Bản lãnh tuy mới chỉ là anh biến sơ kỳ nhưng uy hiếp được cả anh biến hậu kỳ, là địch thủ lớn nhất của ta. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà thương thế của ta thủy chung vẫn chưa hồi phục, nếu không, chỉ là anh biến sơ kỳ ta vốn sẽ không coi trọng như vậy. Triệu Tinh Sát trong mắt lóe lên những tia quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về hướng Tử Lâm Các phía xa, khóe miệng lộ ra một vẻ hiểm độc. Lão thất, trước hết ta sẽ làm cho lão tứ đánh một trận thật lớn với ngươi. Ta không thể giết ngươi nhưng cũng làm cho ngươi bị thương nặng, cần bế quan để hồi phục. Tới lúc đó,
ta sẽ sớm trở thành thiên vận tử, khôi phục bản lãnh, ngươi, ta sẽ không còn phải để mắt tới nữa. Phía Tây Tử Tông có một lầu các tràn ngập khí tức màu trắng ngà, điện áp cực lớn, nơi đây chính là Tử Vi Các. Bạch Vi im lặng ngồi trong Tử Vi Các, trước mặt hắn có đặt một nhánh cây. Đây là một cành cây vừa mới bị bẻ gãy, trên đó còn có một vài chồi non sắp nở rộ. Bạch Vi nhìn nhánh cây, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vương Lâm này bản lãnh cổ quái. Lúc trước ở giao dịch tinh gặp người này, ta mơ hồ có một cảm giác hắn so với bây giờ còn mạnh hơn, không giống như hiện tại, phải cần có pháp bảo thần thông mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Trên người lão thất này xem ra có không ít bí mật. Tuy nhiên bí mật càng nhiều lại càng mê hoặc người khác. Bạch Vi nhẹ giọng nói, hai mắt lộ ra vẻ mê ly. Ngón trỏ tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng. Bóng đêm bao trùm mặt đất, Tử Tông dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ yên lặng. Tối nay, đệ tử trong Tử Tông chỉ thảo luận duy nhất một đề tài, đó là Vương Lâm. Cái tên Vương Lâm này giống như ánh sao băng chói mắt, lóe sáng trên trời khiến mọi người không thể không ngẩng đầu chăm chú nhìn, chỉ là không biết sao băng này là chợt lóe lên hay là tồn tại vĩnh viễn. Vương Lâm khoanh chân thổ nạp, cả đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói chang từ trên đỉnh mật thất trên tầng 3 của Tử Lâm Các chiếu xuống. Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt hắn hiện lên một ánh sao, đứng lên đi xuống khỏi tầng 3. Tiên Ngọc, Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lầu các. Ít lâu sau, chỉ nghe thấy một lời nói dịu dàng từ bên ngoài truyền đến. Thất sư đệ, có rảnh không? Thần sắc Vương Lâm trở nên cổ quái, trong Tử Tông này hắn không sợ Triệu Tinh Sát, không sợ tứ sư tỷ, nhưng chỉ duy nhất có tam sư huynh Bạch Vi này là muốn tránh cũng không kịp. Vương Lâm thầm than, đi ra ngoài lầu các, chỉ thấy Bạch Vi mặc quần áo màu tím, phía trên có điểm xuyết một vài cánh hoa. Người này tướng mạo vốn cực kỳ anh tuấn, lúc này ăn mặc như vậy, ánh mặt trời nhoáng lên một cái, có cảm giác như giống một giai nhân. Vương Lâm giữ một khoảng cách nhất định với người này, trầm giọng nói, không biết tam sư huynh có chuyện gì. Bạch Vi thản nhiên cười, mím mím môi dưới, nói, đương nhiên là có chuyện. Lão thất, quần áo lệnh bài ngươi vẫn chưa lấy, ta đã lấy hết rồi mang tới cho ngươi đây. Nói xong hắn vung tay phải lên, một túi chữ vật hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nhận lấy, thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên có đặt hai bộ quần áo màu tím cùng với lệnh bài. Đa tạ, Vương Lâm ôm quyền, trầm tĩnh nói. Đừng ngại, Tử Tông Sơn này ngươi không quen thuộc, chỉ bằng để cho sư huynh giới thiệu cho ngươi một lần. Bạch Vi cười nói. Vương Lâm trong mắt lộ vẻ cổ quái, kiên quyết cự tuyệt, nói, hảo ý của sư huynh tại hạ xin nhận, nhưng bây giờ không thể, tại hạ còn muốn tu hành, xin hẹn tam sư huynh ngày khác. Vương Lâm nói xong lui ra phía sau hai bước. Bạch Vi này hắn xem ra cực kỳ cổ quái, tiếp xúc với người này toàn thân Vương Lâm có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Bạch Vi nhìn Vương Lâm, vẻ mặt có chút ảm đạm, hạ giọng nói, thất sư đệ, Bạch Mỗ cũng không có ác ý, chỉ là trong tử hệ rắc rối phức tạp. Bạch Mỗ đêm qua suy nghĩ rất nhiều, lúc này mới hạ quyết tâm nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn nghe. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức bạch quang lóe lên, trên mặt đất hiện ra một cái bàn, bên trên còn đặt một bộ trà cụ. Vương Lâm ánh mắt trong sáng, nhấc vạt áo lên, ngồi một bên, cười nói, tam sư huynh, mời ngồi. Bạch Vi cười khẽ, ngồi ở một bên, cầm ấm trà rót trước cho Vương Lâm một ly, sau đó mới rót cho mình một ly, sau khi buông ấm trà. Hắn hạ giọng nói, ngày đó khi từ biệt, ta thật sự không nghĩ tới ngươi không ngờ lại là ký danh đệ tử mà tôn sư ngẫu nhiên nhắc đến năm đó. Vương Lâm mỉm cười không nói gì. Bạch Vi cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, hai mắt lóe lên, bỗng nhiên nói, Vương Lâm, cẩn thận với đại sư huynh. Vương Lâm sắc mặt không đổi, ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, chờ câu tiếp theo của đối phương. Bạch Vi buông chén trà, chậm rãi nói, trong tử hệ thì đại sư huynh là người đi theo sư tôn sớm nhất, biết được rất nhiều việc mà chúng ta không biết. Nói ví dụ như sư tôn đã ở thiên vận tinh vô số vạn năm, vì sao trong hàng đệ tử, ngoại trừ những một số rất ít ở bên ngoài, phần lớn đều mới chỉ tu luyện trên dưới ngàn năm,
Rất ít người vượt qua được vạn năm. Điểm này, người khác không biết, nhưng đại sư huynh nhất định sẽ biết. Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại, vấn đề này trước đây hắn cũng có suy xét, nhưng sự tình hắn biết được cũng không nhiều lắm, nên cũng không suy nghĩ sâu xa. Lúc này nghe Bạch Vi nói, hắn lập tức động tâm. Những đệ tử trước đây của sư tôn đã đi đâu? Vấn đề này không chỉ có ngươi và ta, thậm chí lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều không thể đoán ra. Nếu trong tử hệ ta, ngoài đại sư huynh còn có người khác biết được thì ta đoán nhất định là lão thất Tôn Vân năm đó. Thậm chí ta nghi nguyên nhân hắn rời khỏi sư môn cũng là bởi vì như thế. Vương Lâm trầm mặc, ít lâu sau chậm rãi nói, tam sư huynh, việc này nếu không thể kết luận, chớ nên đoán bừa. Bạch Vi trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, trầm mặc một chút, nói, tử hệ của chúng ta trong thất hệ đệ tử của sư tôn là yếu nhất. Tuy nói như vậy nhưng tranh chấp cũng không phải không ít, nhất là đại sư huynh, hắn nhắm vào danh hiệu thiên vận thất tử cũng đã rất lâu rồi. Ngươi chớ coi thường đại sư huynh, bản lãnh trước kia của hắn không phải như vậy. Năm đó đại sư huynh tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử với lục sư đệ thất bại, bị thương nặng không thể khôi phục, bản lãnh giảm sút nhiều. Nhưng người này cực kỳ cứng cỏi, dám bế quan mấy trăm năm, chuẩn bị rửa nhục. Đáng tiếc, lại xuất hiện một Tôn Vân. Tôn Vân đánh bại lão Lục và đại sư huynh, đoạt được danh hiệu thiên vận thất tử. 3 tháng sau, vào dịp đại thọ của sư tôn sẽ là ngày phong lại danh hiệu thiên vận thất tử cho tử hệ ta. Lúc này đây, đại sư huynh tình thế bắt buộc, trừ phi lão Lục tu luyện bên ngoài trở về, nếu không ngươi là người bên ngoài tới, nhất định sẽ bị hắn diệt trừ. Vương Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, danh hiệu thiên vận thất tử này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, sao phải cướp đoạt như vậy? Bạch Vi ngẩn người ra nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau cười ha hả, nói, hư danh, lão thất, người phải biết. Một khi trở thành thiên vận thất tử, trên toàn bộ thiên vận tinh, ngươi chỉ đứng dưới vài người nhưng đứng trên vạn người. Cho dù là tu chân quốc nào cũng không dám không vâng mệnh, hơn nữa còn có rất nhiều người đi theo. Ngoài ra, thiên vận thất tử cũng đều có một quốc gia riêng làm nơi một mình tu luyện, toàn bộ thiên vận tinh có thể tùy ý lựa chọn, thậm chí cả tinh cầu bên ngoài cũng có cơ hội giành được. Những điều tiếp theo lại càng quan trọng hơn. Ngươi là anh biến tu sĩ, tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời này không phải là vấn đỉnh sao? Vấn đỉnh, sáng vấn đạo, chiều đã chết, nói như vậy chắc ngươi cũng hiểu. Vấn đỉnh tu sĩ khi đạt tới vấn đỉnh cũng là một bước mạo hiểm lớn, thậm chí ngay cả khả năng sửa chữa cũng không có, cửu tử nhất sinh. Chỉ khi nào trở thành thiên vận thất tử, lúc đó sư tôn sẽ ra tay trợ giúp, tuy không thể đến mức hoàn toàn nắm chắc nhưng có thể tăng khả năng thành công lên 3 phần. Ngươi nói xem, ai mà không động tâm? Vương Lâm hít sâu, ánh mắt lóe lên. Còn chưa hết đâu, ngươi và ta cũng đều tu luyện cần phải có một lượng tiên ngọc rất lớn, cho dù làm đệ tử của sư tôn. Theo sự nâng cao của bản lãnh, mỗi tháng cũng chỉ được cấp cho một lượng cố định, thật sự là không đủ. Chỉ khi nào trở thành thiên vận thất tử, toàn bộ tiên ngọc của thiên vận tông sẽ cung ứng cho 7 người này một cách vô hạn. Ngươi vẫn chưa động tâm. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Thêm nữa, nếu ngươi không quan tâm đến hư danh, không cần đến vấn đỉnh, không cần đến tiên ngọc thì ngươi cũng nên biết nếu trở thành thiên vận thất tử, sẽ có cơ hội thật sự được sư tôn truyền đạo. Sư tôn truyền đạo không phải là hão huyền, mà là thật sự được truyền thụ tiên thuật. Thiên vận thất tử 1000 năm sẽ được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, nhưng là một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Thiên vận thất tử vạn năm lại tiếp tục được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, hơn thế nữa sẽ được sư tôn đưa đến tu chân liên minh tiếp tục tu luyện sâu thêm, trở thành một đại thần thông tu sĩ chân chính trong tu chân giới. Làm thiên vận thất tử 1000 năm sẽ được truyền thụ hạ phẩm tiên thuật. Lời này chẳng lẽ là thật? Vương Lâm ánh mắt tập trung, từng chữ một nói ra, hoàn toàn chính xác. Lý Thắng Nam của Thanh Hệ là thiên vận thất tử 1000 năm, 100 năm trước, được sư tôn ban cho một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan tìm hiểu, một khi xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ đạt tới một trình độ đáng sợ. Bạch Vi gật đầu nói. Vương Lâm trong mắt lóe lên những tia kỳ dị, sau khi trầm mặc ít lâu, gật gật đầu, hướng về Bạch Vi ôm quyền nói, tam sư huynh, tại hạ hơi mệt, ngày khác sẽ đến bái phỏng. Bạch Vi mỉm cười đứng dậy,
nói, không sao. Nếu đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Lão Thất, nếu có việc gì, hãy tới tìm ta. Nói xong, Bạch Vi liền ôm quyền, xoay người đi ra phía ngoài. Lúc hắn xoay người, vẻ tươi cười trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ âm trầm. Đại sư huynh, ngươi muốn trở thành thiên vận tử, chỉ cần một ngày Bạch Vi ta còn sống sẽ quyết không để cho ngươi có khả năng thành công, ta muốn cho ngươi lần nào cũng đều thất bại. Như thế mới có thể trả thù chuyện năm đó ngươi làm với ta. Vương Lâm trở lại bên trong Tử Lâm Các, ánh mắt lóe lên. Hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh, nếu là trước đây Vương Lâm cũng không biết được nó quý báu đến mức độ nào. Nhưng sau một tháng ở cùng với Tư Đồ Nam, nhất là sau khi nắm giữ được tam thức sát chiêu, Vương Lâm đối với tiên thuật có hiểu biết rất sâu. Tư Đồ Nam dựa vào một tiên thuật không hòa chỉnh bắt trước tạo ra tam thức sát chiêu mà uy lực đã lớn như vậy, có thể thấy được uy lực của một tiên thuật hoàn chỉnh nhất định không thể tưởng tượng được. Tiên nhân năm đó sở dĩ hùng mạnh là bởi vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tiên bảo, nguyên nhân thứ hai chính là tiên thuật. Tiên nhân có được thượng phẩm tiên bảo, lại thêm nắm giữ thượng phẩm tiên thuật thì sự kết hợp này đúng là quá kinh khủng, bản lãnh lại càng cao, thực lực lại càng lớn. Có thể so sánh được với tiên thuật, theo Vương Lâm biết có lẽ chỉ có thần thông của bộ tộc cổ thần mới có thể cùng với tiên thuật phân biệt cao thấp. Thần thông của bộ tộc cổ thần Vương Lâm lấy được trong ký ức của cổ thần Đồ Ti có rất nhiều bản ghi chép. Nhưng những thần thông đó cần phải là bộ tộc cổ thần mới có thể thi triển, hơn nữa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, với bản lãnh của bổn tôn không thể vận dụng được. Thiên vận thất tử quả là thú vị. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, trầm ngâm ít lâu, thay quần áo của đệ tử, xoay người ra khỏi Tử Lâm Các. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, Thiên vận thất tử. Lúc này đã gần đến buổi trưa, mặt trời chói chang nhô lên cao, tỏa ra từng trận hơi nóng. Vương Lâm mặc áo tím, tóc dài phất phơ theo gió, có một cảm giác rất phiêu dật. Đi trên đỉnh Tử Tông Sơn, dọc đường phàm là Tử Tông đệ tử nhìn thấy Vương Lâm, không kể gần xa, đều dừng bước cung kính ôm quyền, xưng hô là thất sư tổ. Vương Lâm trên đường đi, dần dần trong lòng có chút hiểu ra. Thiên vận tông này không hề giống như những tông phái trên Chu Tước Tinh trong việc phân chia vai vế, mà kế thừa môn phái thượng cổ tu tiên lấy thứ tự nhập môn trước sau để xác định. Vì thế, nếu không phải là người đột nhiên nhập môn như Vương Lâm, hơn nữa việc phân chia vai vế lại vô cùng nghiêm khắc, thì sẽ không bao giờ xuất hiện việc thay thế. Điều này cũng giải thích vì sao Tôn Vân năm đó rõ ràng đã trở thành thiên vận thất tử, nhưng thấy Triệu Tinh Sát vẫn phải gọi một tiếng đại sư huynh như trước. Tử Tông Sơn thật lớn, Vương Lâm từ trước tới giờ đã tra xét nhiều lần, giờ phút này cũng không còn xa lạ, chỗ hắn đi tới là phẩm linh các của Tử Tông. Lầu các này là chỗ các đệ tử hàng ngày lĩnh đan dược linh thạch, lệnh bài mà Bạch Vi lấy chính là từ nơi này. Thân là đệ tử của Thiên Vận Tử tất nhiên sẽ được hưởng thụ một vài quyền lợi, ví dụ như tiên ngọc sẽ được một lượng nhất định. Vừa rồi hắn nghe Bạch Vi nói về việc này, nên lúc này mới tới đây lĩnh tiên ngọc. Nếu muốn tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử, bản lãnh nhất định phải đạt tới anh biến trung kỳ. Ở thiên vận tông này, Vương Lâm ta phải làm một người ương ngạnh, nơi này cũng không phải là nơi cần phải che giấu khả năng. Một khi chính mình yếu thế, chỉ sợ lập tức sẽ bị người khác giẫm nát trong lòng bàn chân. Thậm chí thiên vận tử cũng ngầm đồng ý với loại hành vi này, nếu không, chắc chắn sẽ không xuất hiện cảnh tượng chém giết lúc trước. Một khi đã như vậy, ta muốn xem Vương Lâm ta rốt cuộc trong thiên vận tông này sẽ đi được tới đâu, chỉ cần không động chạm đến sư tôn thiên vận tử, ở đây tất cả đều cứ theo tự nhiên mà làm. Vương Lâm trong mắt lóe lên tinh quang, phẩm linh các nằm ở lưng chừng núi, trên một bình đài rộng lớn. Lầu xây 9 tầng, từ xa nhìn lại thấy linh lực bên ngoài nồng đậm, trào ra như sóng gợn, khuếch tán khắp nơi. Toàn bộ lầu các được tạo thành tử thanh ngọc, trông tràn ngập một cảm giác tang thương, dường như đã trải qua gió mưa vô số năm tháng vậy, thậm chí bên ngoài còn có một số tảng đá đã biến thành màu xám. Một ít dây leo màu xanh biếc từ những khe hở của lầu các mọc ra, quấn quýt bao trùm khắp tầng 1.
Trên những dây leo này cứ một đoạn lại có những đóa hoa màu tím nho nhỏ xuất hiện, màu sắc yêu dị, tỏa ra hương thơm động lòng người. Ở phía dưới lầu còn có một tòa trận pháp khổng lồ. Trận pháp bao phủ toàn bộ tòa nhà, đặt phẩm linh các ở trung tâm trận. Trận pháp này nhìn từ xa, tạo thành hai mặt âm dương, lần lượt thay đổi, cảm giác như là lực lượng hỗn độn vậy. Trong đó tỏa ra ba luồng khí tức cường đại, dường như muốn phá trận lao ra. Ba cỗ khí tức này hóa thành ba đạo bạch ngân cực dài, chạy vòng quanh bên trong trận pháp, nhưng quỷ dị ở chỗ chúng lại không bao giờ va chạm vào nhau. Bên ngoài phẩm linh các đang có một nam tử trung niên ngồi khoanh chân. Hắn mặc hắc y, hai hàng lông mày như kiếm, mặt trắng như ngọc, ba chòm râu dài từ cằm buông xuống, phớt phơ trong gió, thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Tu vi người này toàn bộ được ẩn giấu đi, trừ phi là người có tu vi cao hơn hắn, nếu không không thể phát hiện ra được. Hắn ngồi ở nơi đây, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không để vạn vật trên thế gian này vào lòng. Toàn bộ tâm thần của hắn hiện giờ đều tập trung vào một vật đặt phía trước hắn, trước người hắn đặt một trường kiếm dài 7 thước. Thân kiếm xanh biếc, tỏa ra u quang, dưới ánh mặt trời, trong phạm vi mấy trượng xung quanh thân kiếm đều được bao phủ bởi màu xanh này. Vương Lâm đứng ở cửa sổ của phẩm linh các, ánh mắt bình thản nhìn người này. Tu vi của người này là hóa thần đại viên mãn, nhưng trên thân thể lại có một luồng kiếm ý được cực ẩn giấu rất sâu. Nam tử trung niên đó lúc này mở bừng hai mắt, khi nhìn thấy Vương Lâm ở cách đó không xa liền ngẩn ra một chút. Sau đó lập tức đứng lên, ôm quyền cung kính nói, đệ tử Trương Hướng Phàm, ra mắt thất tổ sư. Thanh trường kiếm xanh biếc nọ ngay khi người này đứng lên liền hóa thành một đạo lục quang, dung nhập vào trong cơ thể người này, trong nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào mi tâm của Trương Hướng Phàm, trầm ngâm một chút rồi bình thản nói, có thể cho ta mượn phi kiếm của ngươi đánh giá một chút được không? Trương Hướng Phàm sửng sốt, gật đầu nói, phi kiếm của đệ tử chẳng qua chỉ là vật tầm thường, ở phường thị dưới chân núi cũng có thể thấy. Không ít, thất tổ muốn xem tất nhiên là được. Vừa nói hắn vừa điểm lên mi tâm một cái, quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy một đạo lục quang từ trong mi tâm lóe lên, hóa thành thanh trường kiếm dài 7 thước, từng tiếng kiếm ngân vang lên. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, tay phải chụp vào khoảng không một cái, lập tức thanh trường kiếm xanh biếc đó liền bị hắn cách không chụp lấy, cẩn thận xem xét. Vừa rồi khi Trương Hướng Phàm thu hồi phi kiếm, một tia kiếm ý toát ra của người này liền hoàn toàn biến mất. Hiện giờ Vương Lâm nhìn thấy thanh kiếm này, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra thứ phát ra kiếm ý không phải là Trương Hướng Phàm mà là thanh phi kiếm này. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm xanh biếc này, tâm thần Vương Lâm chấn động. Nếu là người ngoài nghề thì khó có thể phát hiện ra kiếm ý trên tiên kiếm, dù là có phát hiện ra cũng chỉ có thể cảm thấy kiếm này bất phàm mà thôi. Nhưng Vương Lâm vừa rồi trong nháy mắt khi cảm nhận được tia kiếm ý này thì tâm hồn liền lập tức chấn động. Một thứ cảm giác hết sức tinh tế đột nhiên trào dâng trong lòng hắn. Chu giật, Vương Lâm trầm tư. Tia cảm ngộ trên thanh phi kiếm này rõ ràng là của Chu Giật năm đó hóa thân thành kiếm hồn tản mát ra. Chu Giật năm đó sau khi truy kích kiếm tôn Lăng Thiên Hậu đã hơn 100 năm mà một chút tin tức cũng không có. Giờ phút này Vương Lâm lần đầu tiên cảm nhận được kiếm ý của Chu Giật. Nếu hắn không có bảo tháp chứa ý cảnh vấn đỉnh của Chu Giật đã nhiều năm thì cũng không thể vừa nhìn đã có thể nhận ra kiếm ý trên thanh kiếm này. Kiếm ý ẩn chứa trên thanh kiếm này chỉ có một tia. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, tay phải vuốt trên thân kiếm một cái, lập tức màu xanh trên thân kiếm càng đậm. Lóe lên một cái liền có một tia sáng xanh từ trong đó bay ra, hóa thành một điểm sáng xanh biếc lơ lửng trước người Vương Lâm. Nhìn điểm sáng này, Vương Lâm than nhẹ, tay phải chụp một cái, nắm lấy điểm. Sáng này, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Hướng Phàm đang ngẩn ngơ không hiểu gì, nói, trên thanh kiếm này có một tia kiếm ý của cố nhân của ta. Ta lấy đi nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cầm lấy ngọc giản này, trong đó có 18 đạo cấm chế. Ngươi đem khắc cấm chế này lên một thanh thượng phẩm phi kiếm bất kỳ cũng khiến uy lực của nó gia tăng gấp mấy lần. Nói xong, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, cầm một ngọc giản ném cho Trương Hướng Phàm. Về phần thanh phi kiếm xanh biếc nọ Vương Lâm cũng trả lại. Trương Hướng Phàm vẻ ngoài cung kính nhưng trong mắt lộ ra vẻ đau đớn như cắt da cắt thịt. Sau khi tiếp nhận ngọc giản,
Vốn hắn không hy vọng gì, nhưng thần thức vừa đảo qua một cái, thân thể hắn liền chấn động, nét mặt lộ vẻ không tin. Một lúc sau, hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn Vương Lâm, cung kính nói, tạ ơn thất sư tổ. Trương Hướng Phàm tu luyện tới này, kiến thức phi phàm. Hắn vừa liếc một cái liền phát hiện ra 18 đạo cấm chế này rất bất phàm, toàn bộ đều là cấm chế công kích. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là 18 cấm chế này không ngờ có thể tăng cường hỗ trợ chồng lên nhau, cực kỳ hiếm thấy. Trương Hướng Phàm không thể kìm được nội tâm đang kích động. Hắn hận không thể lập tức bế quan, đem toàn bộ 18 cấm chế này khắc lên phi kiếm. Đến lúc đó dưới sự gia tăng của cấm chế, trong đám hóa thần hậu kỳ thì hắn chẳng còn phải sợ kẻ nào. 18 cấm chế này chẳng qua chỉ là 2 trong số 19 tổ hợp cấm chế mà Vương Lâm sau khi tìm hiểu mũ rơm của Vân Tước Tử mà đưa ra. Muốn để cấm phiên có thể đạt được 9.999 tổ cấm chế thì số lượng này còn lâu mới đủ. Ta tới đây là vì muốn lấy tiên ngọc. Vương Lâm cũng không nói lời thừa, thẳng thắn nói. Trương Hướng Phàm vội vàng gật đầu, nói, thất sư tổ, mỗi tháng người được 100 viên tiên ngọc. Xin người đưa lệnh bài cho ta sẽ mở truyền tống trận cho người. Vương, Lâm nghe vậy liền vung tay phải lên, một cái lệnh bài bay ra. Trương Hướng Phàm sau khi tiếp nhận liền cung kính lui lại phía sau vài bước, xem xét một chút trên mặt đất. Hai tay tính toán gì đó, cuối cùng ánh mắt lóe lên, cầm lệnh bài đột nhiên nhấn xuống phía mặt đất một cái. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 486, Kiếm Ý. Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng, chỗ Trương Hướng Phàm ấn chính là chỗ ba đạo bạch ngân trong trận pháp giao nhau trong nháy mắt. Trong tích tắc khi lệnh bài này ấn về hướng mặt đất, ba đạo bạch ngân đột nhiên hướng về phía này điên cuồng lao tới. Chỉ nghe một đợt tiếng ầm vang, Trương Hướng Phàm không giữ nỗi lệnh bài trong tay, thân thể chấn động, bịch 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 liên tục lui lại phía sau mấy bước. Nhưng lệnh bài nọ vẫn lơ lửng giữa không trung. Ba đạo bạch ngân từ trong mặt đất lao ra, xuyên qua lệnh bài, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh hợp lại với nhau thành một khối. Một lúc sau, trên lệnh bài đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím mãnh liệt. Thứ ánh sáng này ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Ba đạo bạch ngân kia lập tức kêu vang, hợp lại với nhau, trực tiếp lao thẳng khỏi lệnh bài, hướng về phẩm linh các cách đó không xa bay tới. Đến tầng thứ bảy nó mới dừng lại, nối thành một cánh cửa thật lớn. Trương Hướng Phàm vội vàng cung kính nói, thất sư tổ, xin mời cầm lệnh bài tiến vào. Vương Lâm chẳng nói gì thêm tiến về phía trước một bước, cách không chụp lấy lệnh bài, thân thể hóa thành một đạo cầm vồng, bay về phía tầng thứ bảy. Cánh cửa ánh sáng kia hiển nhiên là có tác dụng truyền tống. Thân hình Vương Lâm vừa mới bước một bước vào bên trong lập tức liền thấy trước mắt hoa lên, đến khi mọi vật rõ ràng thì đã ở một thế giới giống như tiên cảnh. Nơi này không khí đầy hương hóa, tiếng nước chảy róc rách, bầu trời mây bảy sắc trôi hơ hững, thỉnh thoảng còn có tiên hạc bay qua. Giữa không trung hiện giờ những đám mây bảy sắc nhanh chóng dụng hợp lại, hình thành một nhân ảnh thật lớn. Thân ảnh này không rõ tướng mạo nhưng tỏa ra một luồng tiên lực mạnh mẽ vô cùng. Lệnh bài, một tiếng nói uy nghiêm truyền ra từ miệng người khổng lồ này. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, lệnh bài trong tay vung lên, xé gió lao về phía người khổng lồ. Lệnh bài đến trước người khổng lồ lập tức bộp một tiếng liền hóa thành một điểm sáng nhập vào trong thân thể hắn. Một lúc sau, tiếng nói của người khổng lồ lại vang lên. Đệ thất tử thuộc tử hệ, còn 103 năm chưa lấy tiên ngọc, ngươi muốn lấy toàn bộ phải không? Vương Lâm ngẩn ra. Với định lực của hắn mà lúc này cũng không khỏi chấn động tâm thần, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lấy toàn bộ. Tổng cộng có 12.300.000 khối. Tiếng nói của người khổng lồ quanh quẩn trong không trung. Từng khối tiên ngọc từ trong thân thể hắn bay ra, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chất thành một đống cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đống tiên ngọc đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Hắn chẳng thể nào ngờ được số lượng tiên ngọc lại lớn tới mức này. Ở những tông phái khác nếu không có thân phận đệ tử hơn ngàn năm thì lượng tiên ngọc cũng chẳng đạt tới mức độ khó tin thế này.
Tiên ngọc vốn rất ít, không hiểu sao ở Thiên Vận Tông lại nhiều đến vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi, lúc này tiên ngọc đã chất thành đống cao như núi. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, mở túi trữ vật, dùng tốc độ cực nhanh thu toàn bộ đống tiên ngọc. Xong đâu đấy, hắn vuốt túi trữ vật một cái, trong đầu vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Hắn lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ khó trách người khác lại coi mình là tu sĩ cao cấp hơn. Định lực của bản thân bây giờ chính xác là vẫn chưa đủ. Hơn 10 vạn tiên ngọc này vừa rồi cũng làm cho mình đỏ mắt. Lúc này, vô luận có ai ngăn cản hắn lấy tiên ngọc thì Vương Lâm đều sẽ không do dự ra tay ngay. Hít thật sâu một hơi, ánh mắt Vương Lâm dần dần lại lộ vẻ tỉnh táo, khôi phục lại sau sự rung động về tiên ngọc vừa rồi. Lúc này nhân ảnh thật lớn giữa không trung kia dần dần tiêu tán, lại hóa thành những đám mây bảy sắc như cũ. Từng trận ánh sáng lóe lên trong không trung, ngưng tụ lại hóa thành lệnh bài, nhanh như chớp bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm giơ tay phải, nắm lấy lệnh bài, trong nháy mắt thân thể nhất thời bị một lực lượng vô hình tác động, trực tiếp bị đẩy ra xa 10 trượng, sau đó nhoáng lên, biến mất. Bên ngoài Phẩm Linh Các, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trong hư không cạnh tầng thứ 7. Thân thể hắn vừa hiện ra liền lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp lao về phía xa. Dọc đường đi, Vương Lâm dùng tốc độ thật nhanh, ào ào lao về phía Tử Lâm Các. Lúc này tiên ngọc đã đầy đủ, Vương Lâm đinh bế quan tiềm tu, tranh thủ trong ba thánh hấp thu tiên ngọc đó, khiến tu vi của bản thân đạt tới anh biến trung kỳ, tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, bay như chớp giật. Âm thanh cực hắn gây ra trong bầu không khí yên tĩnh của Tông Sơn có vẻ kỳ chói tai. Trong một tòa lầu trúc thanh nhã trên mặt đất, có ba lão giả đang ngồi. Những người này đều là chấp pháp trưởng lão của Thiên Vận Tông, trong đó có một người ngẩng đầu lên nhìn về hướng Vương Lâm. Hừ nhẹ một tiếng bất mãn nói, Vương Lâm này cũng thật coi thường người khác, ở trong tông môn lại dùng tốc độ như vậy. Lão giả bên cạnh lắc đầu nói, Thủy Tổ Đại Nhân đã từng nói, chỉ cần hắn không phạm môn quy thì chẳng cần quản hắn. Hơn nữa người này tuy tu vi không cao nhưng cấm ngôn chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Ta thấy dù là ba người chúng ta liên thủ sợ cũng chỉ đánh ngang tay được với hắn mà thôi. Người cuối cùng cầm trong tay một chén trà tử ngọc, nhẹ nhấp một ngụm nói, việc này ta không cần phải quan tâm. Cạnh tranh trong nội bộ đệ tử của Thủy Tổ Đại Nhân cực kỳ khốc liệt, chúng ta ở Thiên Vận Tông đã hơn 1000 năm chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Ba người đều trở nên trầm mặc. Vương Lâm bay thẳng một đường, chỉ một lúc sau để trở về Tử Lâm Các. Thân thể hắn nhoáng lên, rơi vụt xuống mặt đất. Thân hình hắn vừa mới rơi xuống, lập tức sắc mặt thay đổi, nhìn về phía xa xa. Ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, hướng về phía Vương Lâm bay vút tới. Đạo trường hồng biến mất lộ ra thân hình của một nữ tử anh biến hậu kỳ, chính là vị tứ sư tỷ nọ. Cùng lúc đó, bên cạnh Vương Lâm xuất hiện những đợt gợn sóng. Triệu Tinh Sát sắc mặt ôn hòa tiêu sái đi ra. Bên phải hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nam tử trung niên đúng hàng thứ hai trong số đệ tử sắc mặt âm trầm xuất hiện. Thần sắc Vương Lâm bình thản nhìn ba người, chậm rãi nói, còn vị đạo hữu vẫn đang trốn trong bóng tối, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, ra đi. Hắn cũng không phải phát hiện ra người khác mà là thấy ba người trước mặt không có vẻ sợ hãi nên mới đoán là họ có viện binh. Tiếng nói của Vương Lâm vừa dứt, một tiếng thét chợt vang lên, vọng khắp không gian, quanh quẩn trên đầu ba người. Một thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện. Đó là một người thanh niên, thoạt nhìn mới tầm 30 tuổi nhưng người tu chân không thể nhìn dung mạo mà đoán tuổi tác, hết thảy chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Người này y phục toàn thân màu lam, trên ngực có thuê ba con lam long. Ba con rồng này trông dữ tợn hung mãnh, sống động như thật. Nhất là ba đôi mắt rồng lại càng tản mắt ra thần thái áp bức nhân tâm. Người đứng hàng thứ hai trong số đệ tử thuộc Lam Tông của Thiên Vận Tông, Tư Mã Như Phong tươi cười ôn hòa, sau khi hiện thân ánh mắt liền tập trung vào Vương Lâm. Anh biến hậu kỳ, tu vi so với tứ sư tỷ cao hơn một chút, hẳn là đã đạt. Hậu kỳ đại viên mãn, đồng tử Vương Lâm không khỏi co lại. Vương Lâm sư đệ, ngươi tuy không phải thuộc hệ của ta nhưng tại hạ đã sớm nghe đến tên tuổi ngươi. Hôm nay ta muốn giới thiệu cho ngươi một vị sư huynh. Vương sư huynh,
ngươi đã tới đây thì cũng nên đi ra gặp mặt một chút. Tư Mã Như Phong mỉm cười, cao giọng nói. Ừ. Một tiếng nói lạnh như băng từ trong hư vô truyền ra. Tiếng nói này đầy vẻ âm hàn, truyền đến tai Vương Lâm liền khiến hắn chậm rãi xoay người. Chỉ thấy phía sau hắn vài chục trượng không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người. Người này mặc y phục màu xanh, đứng đó như một bức tượng băng ngàn năm. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái liền không thèm để ý nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một cái liếc mắt này đã tỏa ra một loại lạnh lùng như chúa tể thiên hạ. Trong mắt hắn, Vương Lâm không xứng để hắn ra tay. Dù chưa đạt tới vấn đỉnh kỳ nhưng hắn đã bước vào nửa bước. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hôm nay năm người này tới đây mục đích đã quá rõ ràng. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải đặt lên túi trữ vật. Lúc này tứ sư tỷ thuộc tử hệ kia trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khom người nói, lão thất, ta được người khác nhờ vả, không thể không ra tay, xin người thứ lỗi. Vừa nói, tay nàng vừa bắt quyết, điểm vào hư không một cái, miệng ngầm khẽ. Đột nhiên một tia sáng bạc từ trong cơ thể nàng điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi 10 dặm. Tử thuật, Nazi, một tiếng quát khẽ vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 487, Khốn địa tu luyện. Ngân mang bốn phía trong vòng 10 dặm đột nhiên run rẩy, lóe lên kịch liệt, sau đó trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời nữ tử này và Vương Lâm cũng đều biến mất. Ở ngoài Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm có một thạch lâm rất lớn, chi chít những khối đá như những thanh kiếm sắc bén đâm, thẳng lên trời cao. Từ xa nhìn lại, nơi này cực kỳ kinh người, có một cỗ sát khí kỳ lạ từ trong những khối đá này tỏa ra, tràn ngập, chuyển hóa với nhau, hình thành một ngọn lửa sát khí. Lúc này phía trên bầu trời thạch lâm đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng bạc. Những tia sáng này càng lúc càng dày đặc, cuối cùng trong phạm vi 10 dặm toàn là ánh sáng chói mắt. Nơi này cực kỳ hoang vu, dù là tu sĩ cũng phần lớn là tán tu. Lúc này dù họ có thấy thì cũng lập tức tránh xa hoặc ở xa xa nhìn lại, chẳng ai dám tới gần. Trong luồng ánh sáng bạc kiên đột nhiên xuất hiện thân hình hai người, một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo cũng khá xinh đẹp, thoạt nhìn như tiên tử. Chiếc mũ tơ tằm trên đầu tung bay toát lên vẻ nữ tính dịu dàng. Nam tử kia mặc y phục màu tím, tướng mạo tầm thường nhưng hai mắt lại lóe lên hàn mang. Dáng người hắn cao lớn, đứng ở nơi đó như một cây tùng xanh, cao ngạo bất phàm. Thần thông Nazi của tứ sư tỷ thật sự khiến Vương Mỗ được mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh nói. Trước khi nữ tử này thiên triển thần thông, Vương Lâm đã lập tức cảm thấy không gian bốn phía bị khóa chặt, không thể Nazi. Ngoài ra lại có bốn đạo sát khí tập trung lên người hắn. Nếu hắn cử động một chút thì lập tức sẽ bị công kích điên cuồng ngay. Bốn đạo sát khí đó chính là của Triệu Tinh Sát ở bên ngoài Tử Lâm Các, Nhị Sư Huynh và hai người bên Thanh, Lam hai hệ phát ra. Mục đích của bọn họ không phải muốn giết Vương Lâm mà là muốn trấn nhiếp. Mấy người này liên thủ, Vương Lâm cũng không dám vọng động, cho nên mới đành để mặc đối phương Nazi tới nơi này. Lão thất nếu đã thích thần thông của sư tỷ này, đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua hiện tại ta hy vọng ngươi ở chỗ này yên tĩnh bê quan 3 năm. Sau 3 năm ta sẽ tới thả ngươi ra. Tứ sư tỷ bình, thản, chậm rãi nói với Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Nơi này khắp nơi đều là cự thạch kỳ dị, trong đó có một số tảng đá được người dùng thần thông khắc lên những vết sâu, nhìn từ trên không xuống có thể dễ dàng nhận thấy đây là một cái trận pháp. Chỉ một cái trận pháp này mà sư tỷ cho rằng có thể vây khốn được tại hạ sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải chụp vào khoảng không một cái. Lập tức bạch quang trong tay hiện lên, biến ảo hình thành một đạo kiếm quang đánh thẳng vào một tảng đá trên mặt đất. Nhưng kiếm quang này chưa bay được trăm trượng đã trở nên ảm đạm một cách quỷ dị, cuối cùng không ngờ biến thành một điểm sáng, sau đó tiêu tan. Vương Lâm nhướng mày. Sư đệ, trận pháp này chính là do đại sư huynh bố trí, nếu không tuyệt đối nắm chắc, hắn làm sao có thể yên tâm vây khốn ngươi ở chỗ này, vậy nên tốt nhất không nên cố sức nữa.
Tứ sư tỷ than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp bay khỏi phạm vi của vùng sáng bạc. Nàng quay đầu nhìn thật sâu Vương Lâm một cái, nhẹ giọng nói, đại sư huynh, nhân tình năm đó giờ ta đã hồi báo, từ nay về sau ngươi và ta không còn gì liên quan nữa. Nói xong thân thể nàng nhoáng lên, bay về phía xa, phương hướng đó chính là Thiên Vận Tông. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đanh khuất dần kia, trong mắt hàn mang dâng lên. Tay phải hắn vuốt túi chữ vật một cái liền cầm lấy tiên kiếm, quét một nhát. Một đạo kiếm quang dài mấy trượng lập tức gào thét phá không lao ra, chém mạnh về phía khoảng không bên dưới. Kiếm quang lúc đầu thì thanh thế rất lớn, nhưng càng về sau lại càng yếu ớt. Chỉ sau ba nhịp thở, kiếm quang hoàn toàn biến mất. Vương Lâm trầm mặc, thân hình nhoáng lên, hướng thẳng lên trên bay đi. Hắn vừa bay lên liền cảm nhận được một lực cản rất lớn từ bầu trời đè xuống, ngăn không có hắn bay lên. Lực cản này càng lúc càng lớn, cuối cùng như tràn ngập trời đất. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân thể chẳng nhưng không lùi mà còn tiến nhanh hơn, một lần nữa lao tới được thêm mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, giữa không trung phía trên thạch lâm có một thân ảnh màu tím đang phóng lên cao nhưng lại có một tầng sáng màu bạc ngăn cản, thủy chung bao phủ lấy người này. Người này càng lên cao thì tầng sáng này cũng theo hắn, bị kéo dài trở thành một thứ giống hình chữ đột. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, cố sức gầm nhẹ một tiếng, lại bay lên được mấy trượng nữa. Lúc này lực cản từ phía trên truyền tới đã tương đương với một tu sĩ anh biến hậu kỳ toàn lực ra tay. Sắc mặt Vương Lâm trở nên trắng bệch, thân thể như lưu tinh bắn ngược về phía sau, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, lao thẳng vào mặt đất. Chẳng qua khi còn cách một đất mấy chục trượng, thân thể hắn nhoáng lên, xoay tròn mấy vòng liền hóa giải được lực lao xuống. Cuối cùng nhẹ nhàng như lá thu bay lên trên một tảng đá, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lên trời, không nói lời nào. Một lúc sau, hắn vỗ túi chữ vật, lập tức tiên kiếm bay ra. Vương Lâm chỉ về phía trước, Hứa Lập Quốc bên tong tiên kiếm liền ngầm hiểu, gầm lên một tiếng, hướng về phía Vương Lâm chỉ, điên cuồng phóng tới. Phía sau hắn, loan đao theo sát, một đao một kiếm này lao thẳng về phía chân trời, tạo nên tiếng kêu xé gió. Lực cản lại hiện ra, lúc này cũng y hệt như lúc đè từ trên xuống. Lập tứ tiếng kêu thảm thiết của Hứa Lập Quốc liền truyền tới. Chủ tử, không được rồi, phá không được thứ quỷ này. Tiểu đao cũng không xong rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vẫy một cái. Tiên kiếm liền bay trở về, loan đao cũng xoay quanh tiên kiếm, truyền đến từng đợt tiếng ngân vang, tựa không đã mất kiên nhẫn. Muốn vây ta ở nơi này tới khi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử kết thúc mới thả ta ra. Ta sao có thể để chúng đạt được ý nguyện chứ? Nơi đây nếu hoang vu, vậy thì ta cứ tu luyện, tranh thủ đạt tới anh biến trung kỳ. Đến lúc đó ta nhất định có thể phá vỡ nơi này, trực tiếp trở về Thiên Vận Tông. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hạ xuống khỏi tảng đá, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong thạch lâm. Sâu trong thạch lâm như những thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời cao, thân ảnh Vương Lâm như điện, nhoáng lên. Sau nhiều lần thử nghiệm, Vương Lâm đã tìm được biên giới của thạch lâm này. Bên ngoài biên giới này bị tấm màn sáng kia bao phủ, Vương Lâm không thể lao ra. Hắn đơn giản ngồi khoanh chân trên một tảng đá, tay phải vỗ túi chữ vật. Lập tức một lượng lớn tiên ngọc lấp loánh quang mang hiện ra bốn phía xung quanh. Vương Lâm ngồi giữa đám tiên ngọc, nhìn từ xa trông cực kỳ chói mắt. Hai mắt hắn như đuốc, đôi tay bắt quyết, điểm về phía trước một cái. Lập tức tiên ngọc bốn xung quanh liền từ khối một bay lên, tự động rơi vào trước ngón tay hắn. Trong nháy mắt tiên ngọc đụng vào ngón tay hắn liền lập tức phát ra những âm thanh răng rắc, sau đó từ màu trắng sữa nhanh chóng xám đi. Cuối cùng ảm đạm rồi vỡ thành từng mảnh, rơi từng trên không xuống, chưa rơi tới mặt đất liền bị gió nhẹ thổi tan, bụi tỏa ra bốn phía. Cứ một khối tiên ngọc vỡ tan lại có một khối khác bay tới ngón tay Vương Lâm. Lúc này ngón tay Vương Lâm như là ngọn lửa giữa đêm đen, tiên ngọc lại giống con thiêu thân không kể sống chết lao tới. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối. Một lượng lớn tiên ngọc bị Vương Lâm hấp thu, biến thành mảnh vụn. Quá trình này không ngừng lại chút nào, liên tục diễn ra. Động tác Vương Lâm thủy chung vẫn vậy.
ngón trỏ tay phải hắn không ngừng hấp thu tiên lực, dung hợp ngưng kết. Thời gian chậm chậm trôi qua, ở nơi này Vương Lâm dường như quên cả thời gian, chuyên tâm thổ nạp, hấp thu tiên lực. Dần dần phía sau hắn có một cái quầng sáng màu vàng chậm rãi xuất hiện. Quầng sáng này phát ra ánh sáng nhu hòa, bên trong tiên lực tung hoành cực kỳ bá đạo. Quầng sáng này chính là do tiên lực trong cơ thể đạt tới trạng thái bão hòa mới sinh ra được. Nếu đem dung nhập vào cơ thể có thể khiến tiên lực như có thêm một lực lượng dự phòng, trong khi đấu pháp không còn lo cạn kiệt. Vương Lâm vẫn chưa ngừng thổ nạp. Giờ phút này tiên ngọc bốn xung quanh hắn đã còn lại chẳng được bao nhiêu. Thần niệm Vương Lâm khẽ động, lập tức lại có một lượng lớn tiên ngọc từ trong túi chữ vật bay ra, xoay quanh người hắn. Lúc này ánh mắt Vương Lâm thâm thúy, bên trong mây khói cuồn cuộn. Hắn nhìn tiên ngọc bốn xung quanh, trầm ngâm một chút rồi hút một cái. Hành động này khiến tiên ngọc xoay quanh Vương Lâm lập tức tan nát. Tiên ngọc vỡ tan nhanh chóng truyền từ trong ra ngoài, tỏa ra tiên lực vô biên. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 488, Thọ Yến. Lúc này đây tiên lực toàn bộ điên cuồng hướng về phía thân thể Vương Lâm. Tiên lực nhập thể, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, toàn lực hấp thu. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã trôi qua. Cả thiên vận tinh đang chuẩn bị nghênh đón một sự kiện trọng đại ngàn năm có một. Ngày đó chính là ngày đại thọ ngàn năm của thiên vận tử. Thiên vận tử mỗi 1.000 năm lại tổ chức đại thọ một lần. Cho tới nay cũng rất ít người biết được hắn rốt cục bao nhiêu tuổi, nhưng mỗi lần mừng thọ thì cả thiên vận tinh đều náo động. Thậm chí ngay cả Huyền Trấn Liên Minh cũng phái sứ giả tới tặng quà mừng. Về điểm này thì dù là tu chân quốc cấp 7 cũng rất ít người có được, duy nhất chỉ có thiên vận tử. Từ một tháng trước, tử vụ đại trận ngoài thiên vận tinh đã tạm ngừng vận động, một số lượng lớn đệ tử thiên vận tông đã được phái ra nghênh đón khách hứa khắp nơi đổ về. Trừ người từ bên ngoài tới, tu sĩ bản địa đều tới thiên vận tông dâng quà mừng. Năm cái tiểu tinh cầu xung quanh thiên vận tinh cũng đều có rất nhiều tu sĩ tới chủ tinh, chúc thọ thiên vận tử. Thậm chí có nhiều lão quái chiếm cứ riêng cho mình một tiểu tu chân tinh cũng đều tự mình tới thiên vận tinh. Có thể nói là ở thiên vận tinh, tất cả các tông phái, không người nào không biết. Thời gian một tháng nay, thất tông trong thiên vận tông xây dựng rất nhiều phòng ốc để làm nơi cho khách ở. Cơ hồ mỗi đệ tử của thiên vận tông đều bận rộn. Bao nhiêu người từ các tông phái, từ bên ngoài tinh cầu kéo tới, phải tiếp chuyện vài câu cũng là bình thường. Có thể tới đây chúc mừng tuyệt đối không phải kẻ yếu, có thể trao đổi cũng có lợi rất lớn. Một ngày nọ, người được phân công canh giả ở tử vụ đại trận bên ngoài thiên vận tinh là đại sư huynh tử hệ Triệu Tinh Sát. Thân mặc áo vàng, bên hông đeo ngọc bội bằng noãn ngọc, sau lưng là một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn trông rất nho nhã. Hơn nữa vẻ mặt hắn ôn hòa, khiến cho người nhìn sinh hảo cảm. Lúc này hắn đang đứng trong tử vụ, cúi đầu nhìn về phía thiên vận tinh ở phía xa, khóe miệng lộ một nụ cười. Uy thế của thọ yến của sư tôn như vậy ta cũng lần đầu mới thấy, đến lúc đó nhất định sẽ kết giao được không ít bằng hữu. Nhất là tông chủ Vân La Tông nọ, tu vi cũng không kém, lại hợp tính mình. Đáng tiếc mọi việc này thất sư đệ đều không được tham dự. Lão thất à, ngươi với ta vốn không thù oán, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tranh đoạt danh hiệu thiên vận thất tử với ta. Lão nhị đã bỏ cuộc, lão tam ta không để vào mắt, lão tứ nếu cùng ta tranh đoạt thì ta tự sẽ có phương pháp giữ nàng. Lão ngũ bị sư tôn trừng phạt, đưa vào thiên ngục bế quan trăm năm, lão lục lại xuất ngoại lịch lãm, sinh tử không biết, có thể trở về hay không còn chưa biết. Danh hiệu thiên vận thất tử lần này nhất định thuộc về ta rồi. Hai mắt Triệu Tinh Sát lộ quang mang kỳ dị, khóe miệng mỉm cười, đột nhiên tử vụ bốn phía bỗng quay cuồng. Thần sắc Triệu Tinh Sát thay đổi, trên mặt lại lộ vẻ hòa thiện, nhìn về phía xa, chỉ thấy từ phía xa có một chiến xa thật lớn chậm rãi phi hành tới. Chiến xa này thật khổng lồ, cao hơn ngàn trượng, toàn thân màu vàng, có vô số mũi nhọn trông rất kinh khủng. Ở dưới chiến xa có bốn con yêu thú khổng lồ. Bốn con yêu thú này nâng đỡ chiến xa, khiến cho tốc độ của chiến xa cũng rất nhanh. Từng trận tiếng gào thét ầm ầm từ xa xa vọng lại.
Tiếng gào thét đó là do bốn con yêu thú phát ra. Bốn con yêu thú này thân thể khổng lồ, khí lực kinh người, có thể trong thời gian ngắn phi hành giữa không gian, tuy không phải chuyện gì thần thông lắm nhưng cũng không thể coi thường. Trên chiến xa này có 10 người, đều mặc trường sam màu bạc, khuôn mặt không chút biểu tình, hai mắt âm hàn. Họ phân ra đứng xung quanh một vị trí trên chiến xa. Ở trung tâm của chiến xa này có một chiếc ghế rất lớn, lúc này trên ghế đang nằm một người. Thân thể hắn rất to lớn, nằm ở nơi đó trông cứ như một quả cầu thịt, làn da bên ngoài lại trong suốt long lanh, nhìn như thủy tinh vậy, khiến người nhìn không khỏi trầm trồ than đẹp. Triệu Tinh Sát trong nháy mắt khi thấy chiến xa liền nhận ngay ra thân phận người tới. Hắn hít sâu một hơi, bước lên phía trước cung kính nói, vãn bối Triệu Tinh Sát, đệ tử tử hệ của Thiên Vận Tông xin ra mắt Kim Ma tiền bối. Chiến xa màu vàng kia dừng lại cách Triệu Tinh Sát hơn trăm trượng. Một cỗ uy áp cường đại lập tức tập trung vào Triệu Tinh Sát, hơn nữa bốn con yêu thú thật lớn kia dương đôi mắt to lớn. Trong miệng gầm khẽ, thậm chí còn có rất nhiều nước miếng chảy ra từ khóe miệng chúng. Trên chiến xa nọ, 10 người mặc trường sam màu bạc kia lúc này chằm chằm nhìn vào Triệu Tinh Sát, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời. Triệu Tinh Sát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi lẽ hắn biết thân phận của Kim Ma Tử nên mới có chút thất thố. Kim Ma Tử chính là một tôn giả ở một tiểu tinh thuộc Thiên Vận Tông. Hắn một mình độc chiếm một tinh cầu, hoành hành ngang ngược. Một khi có người dám trêu chọc tới hắn, chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng. Hơn nữa người này tính tình nóng nảy, thường thường một lời không hợp liền trực tiếp ra đòn sát thủ. Người chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Nhưng người này tu vi lại vào loại thông thiên, ngoài vài người đặc biệt ra, chả ai có thể chế phục hắn. Nghe đồn tu vi của Kim Ma Tử đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, hư thật nhị ý. Tiểu Oa Nhi ngươi đứng đó làm gì, còn không dẫn đường đi. Thân thể như quả cầu trên chiến xa nhướng máy quát. Triệu Tinh Sát hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục vẻ ôn hòa, cung kính nói, xin mời tiền bối. Vừa nói hắn vừa vung tay lên, lập tức tử vụ bốn phía liền tách ra, lộ ra một thông đạo thật dài. Dưới sự dẫn đường của Triệu Tinh Sát, chiến xa màu vàng khổng lồ kia chậm rãi bay về phía Thiên Vận Tinh. Chuyện tương tự hầu như ngày nào cũng xảy ra ở Thiên Vận Tinh. Các tu sĩ có đại thần thông kéo đến từ các tu chân tinh khác. Sự xuất hiện của bọn họ khiến Thiên Vận Tinh tràn ngập tiếng bàn tán. Thường xuyên phát sinh chuyện luận bàn, chẳng qua cũng rất có chừng mực, chưa từng phát sinh chuyện gì ác liệt. Thất tông của Thiên Vận Tông, kể cả phía bên ngoài, trong vòng mấy vạn dặm lúc này đều có các tòa lầu các tinh xảo. Đây là kết quả của pháp lực tạo thành trong thời gian mấy tháng, tạo nơi nghỉ ngơi cho những người tới chúc thọ. Hiện giờ nếu từ trên không trung nhìn xuống, trên Thiên Vận Tinh, chính giữa có một ngọn núi. Trên ngọn núi này chính là Thiên Vận Tông. Bốn phía xung quanh Thiên Vận Tông phát ra ánh sáng bảy sắc. Bảy sắc màu này chính là thất tông của Thiên Vận Tông. Ở bên ngoài là những kiến trúc lầu các dày đặc, vô cùng vô tận. Từ xa nhìn lại dường như không có giới hạn. Mỗi một lần tổ chức mừng thọ 1000 năm cho Thiên Vận Tử, số lượng người tham gia đều lớn tới không thể tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng người có thể tiến vào Thiên Vận Tông Tông tuyệt đối không quá trăm người, thậm chí đôi khi chỉ có vài chục người. Cùng với những người chúc thọ lục tục kéo tới, thời điểm Thiên Vận Tử tổ chức đại thọ đã đến. Ngày này, bầu trời ngàn dặm không mây, sóng biển rì rào, gió nhẹ mơn man, truyền đi làn hương hoa cỏ thơm mát. Tại Thiên Vận Tông, thọ yến có 8 chỗ, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất tông của Thiên Vận Tông đều có một chỗ trong thọ yến. Ngoài thất tông ra, chỗ còn lại chính là vị trí của Thiên Vận Tử. Những người có thể có mặt ở đây đều không phải kẻ tầm thường. Tối thiểu Kim Ma Tử cũng không có cơ hội tham dự. Với thân phận của hắn cũng chỉ được ngồi ở thọ tiệc do Xích Tông tổ chức. Ở cách Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm, trong thạch lâm đang có một nam tử tóc dài ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Toàn thân người này được bao phủ trong một cỗ khí tức dày đặc, từ xa nhìn lại trông như một đám sương mù. Bốn phía xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên người này mở bừng hai mắt, trong đó có hai luồng ánh sáng như trăng rằm, đột nhiên tỏa ra. Vào lúc này, đột nhiên trời đất biến sắc, những đám mây dày đặc điên cuồng tản ra,
lộ ra một khoảng trời cao xanh vời vợi. Người này giơ hai tay lên, hướng về bốn phía trong hư không nhấn một cái. Lập tức cỗ khí tức nồng đậm bên ngoài cơ thể như nộ lang hung dữ xoay chuyển, kịch liệt dâng trào, cuối cùng điên cuồng tràn ra bốn phía. Từng đợt tiếng răng rắc vang lên không ngừng, thạch lâm bốn phía từ trong ra ngoài đột nhiên đầy những vết nứt, dần dần tiếng răng rắc càng ngày càng lớn. Cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, thạch lâm tan nát, hóa thành bụi phấn bay mù mịt trong không trung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thạch lâm trong phạm vi 10 dặm xung quanh chỉ còn duy nhất tảng đá sừng sững nơi nơi nam tử tóc dài ngồi khoanh chân là còn nguyên vẹn. Hai mắt người nọ sáng ngời tinh quang, há mồm hút mạnh một hơi, lập tức khí tức nồng đậm vừa khuếch tán ra ngoài 10 dặm liền điên cuồng co lại. Cuối cùng như một cái phễu chui vào trong miệng hắn. Cảnh tượng ấy giống như cự kình hút nước, vân long nuốt mây vậy. Sau khi tia khí tức cuối cùng bị người này nuốt xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng thét dài chấn kinh thiên địa. Trong tiếng thét dài này, thân thể hắn nhoáng lên, đứng vụt dậy. Dáng người hắn không phải cực cao lớn nhưng giờ phút này dưới ánh trăng trông lại như đội trời đạp đất, khiến người ta nhìn mà không thể không thán phục. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, Tử khí Đông Lai. Tử Tông, ta tới đây. Trong miệng nam tử này nhẹ giọng nói, hắn chính là Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chân bước một bước về phía trước, thân hình đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trên không trung cách đó mấy trăm trượng. Tầng ánh sáng bao phủ bốn phía lập tức truyền ra một lực cản thật lớn, ngăn cản hắn bay lên. Lúc này vị trí hắn đứng chính là chỗ 3 tháng trước hắn bay được lên cao nhất, nếu tiếp tục phi hành thì cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại thần sắc hắn như thường, tốc độ chẳng những không giảm mà ngược lại còn nhanh hơn, giống như lưu tinh đột ngột từ mặt đất vọt lên, lao thẳng lên trời cao. Do vậy mà lực cản trên tấm màn sáng cũng gia tăng lên vô số lần. Dưới sự tích lũy điên cuồng ấy đã đạt tới một mức độ khủng khiếp, thân thể Vương Lâm cuối cũng phải sững lại. Vị trí của hắn lúc này nếu từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng như một ngọn núi màu bạc. Vương Lâm chính là đỉnh núi, còn tấm màn sáng kia thì cách đầu hắn 3 tấc đổ xuống, bao phủ phía dưới 10 dặm. Thân sắc Vương Lâm bình tĩnh, giơ ngón cái tay phải lên. Lập tức một tia sáng chói lòa từ trong ngón cái của hắn nháy mắt ngưng tụ lại. Đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong thiên địa dường như biến mất, cả đất trời chỉ còn mỗi ngón cái này tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngón cái hướng về phía trước, điểm một cái, trực tiếp đặt lên phía trên đỉnh đầu 3 tấc. Trong nháy mắt khi ngón cái hắn ấn tới, cả tấm màn sáng bỗng nhiên lập lòe, bên trong đó truyền ra những âm thanh răng rắc. Những vết nứt đột nhiên xuất hiện khắp nơi, từ xa nhìn lại, màn sáng dường như sắp sửa tan nát. Nhưng trong nháy mắt những vết nứt này lại tan biến, tấm màn sáng khôi phục lại như ban đầu. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm, tịch diệt chỉ lại thi triển một lần nữa, điểm lên màn sáng. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang động đất trời, tựa hồ cả mặt đất cũng run rẩy. Tấm màn sáng chấn động càng kịch liệt, vết nứt điên cuồng hiện lên khắp nơi. Nhưng trong nháy mắt khi vết nứt xuất hiện, một đạo ánh sáng phủ qua, tất cả các vết nứt lại biến mất toàn bộ. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, ngón cho tay phải giơ lên, đôi mắt lộ vẻ tà dị. Hóa ma chỉ, Vương Lâm thốt lên, từng trận u quang đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, điên cuồng tụ lại ngón tay của Vương Lâm. Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể hắn cũng chuyển động, hướng về ngón trỏ này. Tư Đồ Nam đã từng nói, tu vi càng cao thì thi triển hóa ma chỉ uy lực càng lớn. Lúc này ta đã đạt anh biến trung kỳ, thi triển thần thông này uy lực phải tăng lên mấy lần, nhất định có thể phá được trận pháp này. Cùng với tiên lực trong cơ thể Vương Lâm dũng mãnh tràn tới, sắc mặt hắn lập tức lúc sáng lúc tối, một cỗ uy thế tà dị đột nhiên tỏa ra từ trên người hắn. Bên ngoài ngón tay phải của hắn chậm rãi xuất hiện một đốm lửa màu tím. Một cỗ ma khí ngập trời đột nhiên từ đầu ngón tay của Vương Lâm tràn ra. Ma khí này lập tức bao phủ toàn bộ phạm vi 10 dặm. Giống như là ma vương xuất thế, lúc này toàn thân Vương Lâm lộ ra một cỗ ma ý.
tiên lực toàn thân hắn lúc này đều đã nghịch hóa về đốm ma hỏa trên đầu ngón tay hắn. Quá trình này đối với hắn không có gì khó chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái. Loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ mê luyến. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa màu tím trên đầu ngón tay hắn càng lúc càng sáng ngời, khí tức tỏa ra so với thần thông Vương Lâm thi triển 3 tháng trước cường đại hơn gấp mấy lần. Ngón trỏ tay phải Vương Lâm hướng về phía trước điểm một cái, lập tức xuyên qua vị trí 3 tấc trên đỉnh đầu, phá tan màn sáng. Tấm màn sáng trong nháy mắt khi ngón trỏ của hắn xuyên qua, ngọn lửa màu tím sáng ngời chói mắt, lấy ngón tay của Vương Lâm làm trung tâm, điên cuồng tràn về bốn phía. Lúc này tấm màn sáng giống như là một mảnh giấy, bị nó đốt cháy bừng bừng. Dường như chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím này liền từ bên trên ảo ạt lan xuống thiêu đốt. Chỉ qua 3 nhịp thở, ngọn lửa này bừng cháy từ trên cao tràn xuống đã khiến trong phạm vi 10 dặm chỉ còn một cái vệt lửa màu tím hình tròn. Chính là dấu vết của tấm màn sáng đã từng vây khốn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, lóe lên hàn ý nồng đậm. Chuyện quan trọng đối với hắn hiện tại là làm sao có thể trở về Thiên Vận Tông. Hắn đối với nơi này không quen thuộc, không biết Thiên Vận Tông ở phương hướng nào. Đôi mắt hắn lóe sáng, tay phải vỗ túi chữ vật một cái, lập tức một cây hồn phiên hiện ra trong tay, phất lên. Một cái nguyên thần liền bay ra. Tào Nhất Đấu, Vương Lâm bình thản nói. Nguyên thần nọ chấn động, mở bừng hai mắt, đầu tiên ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sau đó nhìn bốn phía một chút, lúc này hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn cẩn thận nhìn một lúc nữa, cuối cùng hai mắt lại càng sáng. Nơi này là Thiên Vận Tinh, nguyên thần đó thất thanh kêu lên. Tào Nhất Đấu này chính là người Vương Lâm thu nhận ở Thi Âm Tông. Vương Lâm dù sao cũng không quen thuộc Thiên Vận Tinh, rất dễ lạc đường. Năm đó hắn biết được Tào Nhất Đấu này vốn là người của Thiên Vận Tinh liền nảy ra ý nghĩ này, hứa sẽ cho hắn một thân thể anh biến, khiến hắn động lòng, cam tâm, tình nguyện trở thành người dẫn đường của Vương Lâm tại Thiên Vận Tinh. Tào Nhất Đấu, từ nơi này về Thiên Vận Tông ngươi có biết đường không? Vương Lâm lập tức hỏi. Hai mắt Tào Nhất Đấu lộ vẻ trầm ngâm, tay phải chỉ về hướng Tây nói, đi về hướng Tây khoảng 30 vạn dặm chính là sơn môn của Thiên Vận Tông. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tào Nhất Đấu chỉ, hai mắt lóe sáng, thu hắn lại, thân thể như sấm sét lao nhanh về phía trước. Tốc độ của Vương Lâm đã triển khai tới cực hạn. Cả đoạn đường hắn đi qua chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng ầm ầm như sấm động, liên miên không dứt. Âm thanh xé gió vang lên liên tục, cả người Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng vắt ngang trời, với tốc độ nhanh nhất bay về phía Thiên Vận Tông. Trong lúc phi hành, hai mắt Vương Lâm càng thêm băng hàn. Từ lúc bắt đầu tiến vào Thiên Vận Tông, tử hệ nhất mạch đã đều liên tục đối chọi với hắn. Vương Lâm vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng bọn người Triệu Tinh Sát lại dám mượn sức người ngoài để áp bức, na di hắn đi vây khốn hắn trong Thạch Lâm. Nếu không phải tu vi Vương Lâm đột phá nhờ vừa mới có được một lượng lớn tiên ngọc thì chỉ sợ rằng hắn sẽ bị nhốt ở đó mấy năm. Nếu như vậy thì đợi tới khi được thả ra, sanh tử của hắn phải chịu để người khác quyết định. Vương Mỗ làm việc, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta thì phải giết không tha. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã lại thuấn di. Cứ như vậy, Vương Lâm liên tục thuấn di, không ngừng lao tới. Cuối cùng sau giờ ngọ ngày thứ hai hắn đã nhìn thấy Thiên Vận Tông ở phía xa xa. Giờ phút này trong Thiên Vận Tông cực kỳ náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ã. Trong sơn môn của Thất Tông đã bày tiệc rượu khắp nơi, các loại tiên quả sơn tử chỗ nào cũng có. Sau 7 ngày thọ yến chính là ngày Thiên Vận Tử giảng đạo. Sau đó sẽ là Tử Hoàng Nhị Tông tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận, Thất Tử. Chuyện này sẽ được tổ chức sau thọ yến một tháng, lại càng gây chú ý. Từ xa nhìn lại, cả Tử Tông đều được bao phủ bởi những mảng mây lớn. Những mảng mây này sau khi bị pháp lực ngưng tụ có thể cứng rắn như mặt đất. Trong thọ yến của Tử Tông đều là những môn phái vốn ở Thiên Vận Tinh. Trong những môn phái này người có tu vi cao thâm không phải không có nhưng cũng không nhiều lắm. Lực lượng tổng cộng cả môn phái chỉ nằm ở tầng dưới cùng của Thiên Vận Tinh nên chỉ có thể ngồi tại tiệc rượu của Tử Tông. Trong yến tiệc trên sơn mạch của Tử Tông, trong tử hệ nhất mạch, Đại sư huynh Triệu Tinh Sát hiển nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên phải hắn ngồi theo thứ tự là nam tử trung niên nhị sư huynh, Bạch Vi tam sư huynh, nữ tử anh biến hậu kỳ tứ sư tỷ, sau đó là ba chỗ trống. Lão ngũ bị phạt bế quan, lão lục xuất ngoại chưa về, lão thất vương lâm không có ở đây. Vì thế cho nên mới có ba chỗ trống này. Bên trái triệu tinh sát chính là sáu lão giả quần áo bất đồng. Sáu người này chính là sáu đại trưởng lão của sáu tông phái trên thiên vận tinh, người có tu vi thấp nhất cũng đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ, người cao nhất đã đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Dù là thế những thế lực của sáu tông phái này quá nhỏ, chỉ có thể ngồi ở đây. Hôm nay là thọ yến ngàn năm của sư tôn ta, sau đó sư tôn sẽ giảng đạo. Chư vị, tử tông chúng ta mấy ngày nay có điều gì chưa được chu toàn, mong các vị lượng thứ. Triệu tinh sát mỉm cười đứng dậy, cầm lấy chén rượu, giơ lên mời, sau đó uống sạch. Tiếng nói của triệu tinh sát tuy bình thản nhưng truyền ra lại rõ ràng trong vòng cả trăm dặm. Mọi người bốn phía đều nâng chén rượu chúc tụng nhau. Đột nhiên lúc này một đạo cầu vồng màu tím từ phía xa nơi chân trời đằng đông lao thẳng tới. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 490, xông vào yến tiệc. Đám mây tím từ phía đông bay đến, chân trời lập tức ánh lên một dải màu tím. Bên trong đám mây tím này một thanh âm phá không vang lên giữa trời đất. Trên đỉnh Tử Tông Sơn, trong tầng mây dài liên miên trăm dặm, những người tu chân trong các tông phái trên thiên vận tinh lập tức phát hiện ra sự dị thường này, đều buông chén rượu, ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Hắn chẳng những thoát được vòng vây, hơn nữa không ngờ còn đạt tới anh biến trung kỳ. Triệu tinh sát sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chén rượu trong tay lập tức ầm lên một cái hóa thành tro bụi. Không chỉ có hắn, lão nhị ngồi bên cạnh triệu tinh sát trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt u ám, đứng bật dậy. Chân khẽ động, cả người lập tức hóa thành một đạo tử quang, hướng về phía chân trời bay đi như tên bắn. Còn lại Bạch Vi trong mắt lộ ra những tia kỳ dị, cầm lấy chén rượu, khẽ uống một ngụm, khóe miệng mỉm cười. Về phần tứ tỷ vây khốn vương lâm kia, nữ tử này ánh mắt vẫn thản nhiên, không có một chút biến đổi. Lão nhị của tử hệ, người đàn ông trung niên kia thân ảnh như điện, sau khi xông tới liền quát lớn, hôm nay là ngày vui của thiên vận tông ta, ai dám xông vào, giết không tha. Hắn không để vương lâm lên tiếng, trực tiếp buộc tội, trong lúc nói, hai tay hắn bấm quyết, vỗ vào khoảng không phía trước, miệng quát, thượng chi lực. Lời vừa nói ra, lập tức trong lòng bàn tay một đám khí màu vàng lóe ra, hóa thành một đám cát lớn giống như một bầy ong. Tốc độ nhanh hơn người này gấp mấy lần bay về phía đám mây tím kia. Vương Lâm như một ngọn đuốc, cả người nhoáng lên một cái, xuất hiện phía trên đám mây trắng. Lúc này thượng chi lực của người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia đã hóa thành một đám cát đánh tới. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không có một chút nóng nảy, thân mình không hề dừng lại, ngay lúc xông ra tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức cầm cấm phiên. Ở trong tay, run lên một cái, vô số cấm chế từ bên trong gào thét xuất ra, ở phía trước người đầu đuôi nối với nhau bỗng nhiên hình thành một cơn lốc cấm chế màu đen. Thổi một cái, lập tức bốn phía cuồng phong gào thét, từng trận tiếng gào khóc nức nở vang vọng khắp trời đất. Đám cát đang bay đến kia lập tức bị cơn gió cấm chế này cuốn vào, ngay lúc sắp đánh tới người Vương Lâm bị xé phân ra làm hai, hóa thành hai luồng sáng màu vàng, dung nhập vào trong cơn lốc cấm chế. Vương Lâm ung dung đưa chân bước qua cơn lốc cấm chế, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn nhị sư huynh một cái, bình thản nói, hai lần chọc tức ta, không giết ngươi không phải là vương mỗ. Nói xong, ngón trỏ tay phải Vương Lâm đưa lên, tiên lực trong cơ thể bỗng nhiên đảo ngược, một tia ma hỏa xuất hiện ở đầu ngón tay. Người đàn ông trung niên biến sắc, quát, lão thất, hôm nay là thọ yến của sư tôn, có rất nhiều đạo hữu ở đây, ngươi không được làm càn. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn tu sĩ bốn phía một vòng. Những tu sĩ này đều quan sát một cách lạnh lùng, không có một chút nào muốn ra tay tương trợ. Các vị đạo hữu, hôm nay là trận tranh đoạt của tử tông ta, người ngoài nếu tham gia chớ trách thiên vận tông ta sau này truy cứu. Vương Lâm lạnh giọng nói xong, thân bình tiến về phía trước, ngón trỏ tay phải hướng vào người đàn ông trung niên điểm tới.
Người đàn ông trung niên kia thân mình lui nhanh, hắn đã từng nếm qua nỗi khổ do ma hỏa này gây ra, lúc này lại nhìn thấy, trong lòng không khỏi dâng lên ý muốn tháo chạy. Đúng lúc này, Triệu Tinh Sát sắc âm trầm bước về phía trước, bước một bước đã đi tới phía trước người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói, lão thất, trở về chỗ đi. Trận phân tranh của tử hệ không phải hôm nay. Vương Lâm không nhìn đến Triệu Sát Tinh một cái, ngón trỏ tay phải bắn ra. Lập tức ma hỏa lóe lên, ngay khi vừa bắn ra trong nháy mắt đã biến thành vô cùng. To lớn muốn phủ cả đất trời, khiến cho mây trắng bốn phía ánh lên màu tím. Ma diễm. Những người có kiến thức rộng rãi của các tông phái đang ngồi sau bàn tiệc liếc mắt một cái liền nhận ra nguồn gốc của ngọn lửa này. Thiên Vận Tông xem trọng tất cả mọi việc theo ý mà làm, đệ tử có thể xuất ra ma diễm cũng không có gì lạ. Chẳng qua người này rất lạ, trước đây chưa từng biết được trong tử hệ lại có người này tồn tại. Nghe Triệu đạo hữu xưng hô người này là lão thất, chẳng lẽ người này là đệ tử thứ bảy trong tử hệ, chẳng phải Tôn Vân năm đó chính là lão thất sao? Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt lọt vào tai. Ma hỏa lóe lên phóng ra bay thẳng đến người đàn ông trung niên. Triệu Tinh Sát sắc mặt âm trầm, tay phải bấm quyết, trong miệng nói khẽ, đại tự tại thiên địa quyết. Lời này thốt lên, chỉ thấy những quầng sáng màu trắng từ trên tay phải của Triệu Sát Tinh bỗng nhiên liên tục xuất hiện, điên cuồng tản ra bay đến, nhanh chóng bọc lấy ma hỏa. Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ trào phúng, trong miệng quát khẽ, bạo. Trong nháy mắt, ma hỏa bị quầng sáng bọc lại kịch liệt lóe lên, nhanh như chớp một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ma hỏa tự nổ, tan vỡ. Sau khi ma hỏa này tự nổ, một luồng ma khí mà chỉ có người tu ma cao thâm mới có thể luyện hóa ra ở bên trong cuộn lên, từ chỗ ma hỏa tự nổ điên cuồng phát tiết ra. Chỉ thấy vô số những đốm lửa màu tím bỗng nhiên mang theo một lực công kích mạnh mẽ trực tiếp cuốn thẳng tới tấn công vào bốn phía quầng sáng. Quầng sáng kia không thể chống cự liền lập tức sụp đổ, hóa thành những ngọn lửa màu tím, nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro. Trong thời gian ba nhịp thở, toàn bộ quầng sáng đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, biến mất không thấy. Sắc mặt Triệu Tinh Sát cực kỳ khó coi, thân mình hắn lui nhanh. Không chỉ có hắn, người đàn ông trung niên kia cũng không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Ngoài hai người, này, tu sĩ của các tông phái ở bốn phía đang dự yến tiệc khi thấy ma hỏa tự nổ đều thi triển thần thông, tản ra bốn phía. Gần như trong nháy mắt, trong phạm vi nghìn trượng không còn bóng dáng một tu sĩ nào. Ma hỏa tự bạo điên cuồng thổi quét ra nghìn trượng, lúc này mới dần dần tiêu tan. Trong vòng nghìn trượng, giờ phút này tất cả bàn tiệc đều đã hóa thành tro, ngay cả những đám mây trắng cũng bị thiêu đốt, hình thành nên một cái hố rộng nghìn trượng. Vương Lâm thân ảnh như điện, không nói lời nào, khẽ động một cái đã cầm tiên kiếm ở trong tay, trong lúc xông tới vung ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lớn cỡ 10 trượng bỗng nhiên xuất hiện, gào thét hướng về người đàn ông trung niên chém xuống. Cùng lúc đó, loan đao theo sát phía sau tiên kiếm, gào thét bay ra. Người đàn ông trung niên kia mắt thấy đã biết là không kịp, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết, quát, cấm thuật, tiên ma thể. Lời vừa nói ra, toàn thân hắn lập tức truyền ra những tiếng lách cách, khi kiếm quang gần chém tới nơi, cả người hắn lập tức hóa thành một đám sương mù màu đen. Tiên kiếm quét ngang qua, chia đám sương mù ra làm hai, nhưng lập tức hai đám sương mù lại hợp lại với nhau, hóa thành một, sau đó nhanh chóng hướng về một bên bay nhanh đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Vương Lâm cười lạnh, tiên kiếm trong tay rung lên, trong tiếng gào thét của Hứa Lập Quốc, hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng tới, đuổi theo không bỏ. Loan đao cũng tiến nhanh tới, trong chớp mắt liền đuổi theo màn xương đen, điên cuồng chém xuống. Lập tức màn xương đen bị chia năm xẻ bảy, từ trong màn xương đen truyền ra tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Triệu Tinh Sát đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười lạnh, cũng không ngăn cản gì. Vương Lâm cũng không nhìn đến Triệu Sát Tinh, thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra đã chặn đường tháo chạy của màn xương đen kia. Ngươi chạy không thoát đâu, Vương Lâm lạnh lùng nói. Những màn xương đen rải rác đang một lần nữa hợp lại với nhau, từ bên trong truyền ra tiếng người đàn ông trung niên rít gào. Hôm nay là đại thọ của sư tôn, nếu ngươi giết ta chắc chắn sẽ bị sư tôn trục xuất khỏi môn phái. Vương Lâm hai mắt phát lạnh, tay phải vỗ túi chữ vật,
lập tức lấy côn cực tiên cầm ở trong tay. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, màn xương đen đang dung hợp lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, nguyên thần người này từ trong màn xương đen bị đánh văng ra. Vương Lâm ánh mắt chớp động, ngay khi nguyên thần người này xuất hiện, thân mình khẽ động, trực tiếp lao tới, tay phải túm lấy nguyên thần của người này. Nguyên thần kia hét lên một tiếng, chợt lóe lên, bất ngờ thuấn di thoát ra. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, côn cực tiên đột nhiên kéo dài ra. Cây roi này đã ở trong tay hắn lâu ngày, dĩ nhiên đã được hắn nghiên cứu vô cùng kỹ. Cây roi này không có phân chia dài ngắn, nó có thể kéo dài đến hết tầm mắt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nguyên thần hiện lên ở cách đó nghìn trượng lập tức run lên, gần như sắp tan vỡ. Ở trên lưng xuất hiện một vết thương rất sâu, một lượng lớn tiên lực tinh hoa lập tức phát tiết ra. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.